Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1386, thật sự là hại người rất nặng. Đúng vậy, cục trưởng Hào chính là Hạ Thiên nổi danh thần y. Châu Thành gật đầu nói, tôi biết cậu ấy, lần trước tôi đã gặp qua. Hào Hồng Quang lại cắt ngang lời Châu Thành, lão vội vàng hỏi, cậu ngồi trên tuyến xe lửa đó sao? Cậu biết Hạ Thiên xuống đâu không? Cục trưởng Hào bây giờ cậu ấy có lẽ đang ở thành phố tinh thành châu thành suy nghĩ một lát rồi nói trước đó tôi gặp cậu ấy ở nhà ga vốn định tiến chân bọn họ một đoạn đường nhưng bọn họ có xung đột với hai vị cảnh sát ở nhà ga kết quả là vị tiểu thư mộng mộng kia có chút tức giận cũng không chịu ngồi xe của tôi tiểu thư mộng mộng hào hồng quang khẽ nhíu mày như thế này châu thành cậu nói rõ những gì đã xảy ra khi gặp mặt hạ thiên đi châu thành khẽ gật đầu sau đó hắn nói ra rõ ràng những gì đã từng xảy ra trên xe lửa và dưới nhà ga thì ra là vậy như thế thì hạ thiên và liễu mộng còn đang ở thành phố tinh thành bọn họ đi ngang qua tinh thành hay đến đó có việc gì hào hồng quang lầm bầm trong lòng thầm nghĩ hạ thiên này đúng là quá bận rộn vài ngày trước còn ở thành phố nhạc nam mới đó không lâu đã sang thục đô lại chạy đến tinh thành xem ra rất cần mẫn hào hồng quang không khỏi nhớ đến vụ án của tả thân quốc người này sau khi được đưa về cục công an tỉnh thì không bị ám sát, cũng rất biết cách phối hợp, mới đó đã nói ra vài chục người có liên quan. Đám người kia đều là những nhân vật quan trọng có tiền có quyền ở thành phố Nhạc Nam, mà vụ án này cũng trở thành vụ đả kích hủ bại lớn nhất tỉnh Giang Nam, có thể thấy không lâu sau quan trường Nhạc Nam sẽ có tẩy bài. Tạ thân quốc sở dĩ phối hợp như vậy vì một nguyên nhân rất đơn giản, vì nhóm người kia căn bản chỉ muốn tạ thân quốc chết đi, vì thế mà chỉ khi nào đám người kia bị bắt thì hắn mới an toàn. Nhưng Tạ thân quốc dù khai ra rất nhiều người nhưng Hào Hồng Quang cảm thấy Tạ thân quốc có lẽ che giấu rất nhiều chuyện, thậm chí là những chuyện mấu chốt nhất lại không nói ra. Audio điện tử Võ Tấn bền. Trong cục công an tỉnh và thậm chí là khối chính quyền tỉnh, Tạ thân quốc có thể thú nhận nhiều người như vậy có liên quan thì đã coi như vụ án tương đối thành công, nhưng Hào Hồng Quang hiểu, thật ra vụ này còn thật sự chưa nhập vào chính đề phải biết rằng tạ thân quốc sở dĩ bị nắm vì liên quan đến Hạ Thiên, mà Hạ Thiên sở dĩ can thiệp vì cô gái có tên là Thẩm Vân. Thẩm Vân gặp chuyện không may chính là do tổ chức Bách Hoa Lâu thần bí ra tay, nhưng đến bây giờ tạ thân quốc vẫn không thừa nhận có liên quan đến Bách Hoa Lâu, mà vấn đề của Bách Hoa Lâu vẫn nằm trong bóng tối. Những vị quan được tạ thân quốc khai ra cũng cơ bản không biết Bách Hoa Lâu, lại càng không thể chứng minh Bách Hoa Lâu có liên quan đến tạ thân quốc dù vẫn là người của cục an ninh quốc gia điều tra về sự kiện bách hoa lâu nhưng hào hồng quang biết rõ nếu không hoàn toàn xóa sạch bách hoa lâu không chỉ là hạ thiên nổi giận hơn nữa tả thân quốc chỉ sợ cũng có thể được cứu đi lão tin tả thân quốc sở dĩ không khai ra bách hoa lâu cũng vì đối phương bị bắt nhưng vẫn có thể khống chế bách hoa lâu như vậy tả thân quốc nhất định sẽ làm cho người của bách hoa lâu cứu mình ra một lần nữa cục trưởng hào anh cần tôi hỗ trợ liên lạc với hạ thiên sao khi thấy vẻ mặt Hào Hồng Quang có chút kỳ quái, Châu Thành không nhịn được phải hỏi. Hào Hồng Quang khôi phục tinh thần lại, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Châu Thành, Hạ Thiên người này không dễ nói chuyện, tốt nhất không nên tùy tiện đi quấy giày, mà cậu lại không tính là quen thuộc với cậu ấy. Tôi nếu thật sự muốn tìm cậu ấy thì sẽ để cho Phỉ Phỉ liên lạc, trước đó Phỉ Phỉ đã từng ở cung Hạ Thiên vài ngày, bọn họ tốt xấu gì cũng coi như có chút quen thuộc. Phỉ Phỉ sao? Châu Thành chợt kinh ngạc. Cô ấy ở cùng với Hạ Thiên sao? Không phải. Hào Hồng Quang lúc này mới ý thức được lời nói của mình có ý nghĩa khác, vì vậy lão vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải cùng một chỗ, nói thế này, phỉ phỉ xem như trở thành người giúp việc cho Hạ Thiên vài ngày, còn bọn họ thật sự không có quan hệ gì. Châu Thành, tôi cũng không coi cậu là người ngoài, vì thế trực tiếp nói với cậu, tuy phỉ phỉ xinh đẹp nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy chướng mắt. Châu Thành khẽ gật đầu, hắn thật sự tin tưởng lời nói này của Hào Hồng Quang, tất nhiên hắn biết hắc phú, trong lòng cũng có chút ý tứ với nàng. Dù hắn cho rằng Hào Phỉ Phỉ rất đẹp, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ, nếu so sánh với liễu mộng ngày hôm qua, Hào Phỉ Phỉ thật sự không tính là gì. Hào Hồng Quang trầm ngâm một lát, sau đó lão nói thêm. Châu Thành, lần này cậu đuổi bắt tội phạm được Hạ Thiên trợ giúp, khi viết báo cáo nhớ ghi cả Hạ Thiên vào. Như vậy Cục Công an Thành phố và Cục Công an tỉnh sẽ cho rằng cậu có liên quan đến Hạ Thiên, vì kiêng kỵ thân phận của Hạ Thiên mà bọn họ sau này sẽ khách khí với cậu. À, cậu tiếp tục viết báo cáo, nói cậu muốn thành lập tổ truy bắt tội phạm, tôi tin lần này sẽ không ai phản đối. Châu Thành có chút sững sờ. Cục trưởng Hào, Hạ Thiên có lực ảnh hưởng lớn vậy sao? Cứ tin tưởng tôi, chỉ cần cậu ấy nói một câu, có thể làm cho bất kỳ kẻ nào ở tỉnh Giang Nam phải xuống đài. Hào Hồng Quang chậm rãi nói, khi càng hiểu về Hạ Thiên thì lão càng biết về một sự kiện, đó là sự hùng mạnh của Hạ Thiên thật sự không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả. Hào Hồng Quang dừng lại một chút rồi nói thêm. Châu Thành, cậu cứ về trước, trước tiên không cần tìm cách liên lạc với Hạ Thiên, cứ làm theo những lời tôi nói, còn chuyện về nhà ga, cậu chỉ cần nói với Cục Công an một tiếng, bọn họ sẽ sửa trị. Vâng, Cục trưởng Hào, tôi đi trước. Châu Thành lên tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy bỏ đi sau khi Châu Thành bỏ đi thì Hào Hồng Quang lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khu dân cư Tinh Hải. Phòng đê tầng 18 nhà số 10. Trên giường lớn phòng ngủ, lúc này Liễu Mộng đang ghé người trắng như tuyết lên người Hạ Thiên, nàng không nhúc nhích, rõ ràng là đang ngủ say. Hạ Thiên thì mở to hai mắt, hắn không ngủ, tâm tình của hắn bây giờ rất không xong. Tối hôm trước sau khi lần đầu tiên xong tu cùng Liễu Mộng thì hắn cảm thấy rất hưng phấn, vì sau một buổi tối mà công lực của hắn đã khôi phục lại hai phần. Sáng hôm nay tâm tình của hắn khá tốt vì buổi tối thứ hai sau khi xong tu thì tu vi tăng thêm một phần, nhưng sáng hôm nay sau khi xong tu thì tâm tình của hắn thật sự không xong, vì công lực của hắn thật sự không tăng được nửa phần. Điều này làm cho Hạ Thiên hiểu ra một vấn đề, đó là cứ dựa theo quy tắc này, sau đó nếu hắn cứ liên tục xong tu cùng liễu mộng thì khả năng khôi phục được công lực sẽ ngày càng ít. Điều này cũng có nghĩa là nếu hắn chỉ dựa vào song tu để khôi phục công lực thì căn bản không đạt được những điều mong muốn, căn bản không thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ít nhất cũng cần một năm hay nửa năm nữa. Yêu nữ cơ thanh ảnh chết tiệt, thật sự là hại người rất nặng. Hạ Thiên thầm chửi bới cơ thanh ảnh. Nhưng Hạ Thiên có mắng cơ thanh ảnh cũng vô dụng, bây giờ hắn đã ý thức được nếu muốn khôi phục công lực trong thời gian ngắn thì thật sự phải nghĩ biện pháp khác mới được, nhưng muốn dùng biện pháp gì đây? Hạ Thiên lúc này căn bản không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, với công lực của hắn vào lúc này thì dược vật bình thường căn bản có hiệu quả rất hạn chế, có lẽ chỉ có thể dùng Nghịch Thiên Bát Châm mà thôi. Bây giờ công lực của hắn chỉ được 3 phần thời kỳ đỉnh phong, muốn thi triển Đệ Tứ Châm không phải là vấn đề, nhưng muốn dùng Đệ Tứ Châm tẩy tủy để gia tăng công lực thì có hạn, khó thể khôi phục hoàn toàn. Hắn cần phải thi triển Đệ Ngũ Châm, nhưng vấn đề là công lực của hắn không đủ để thi triển Đệ Ngũ Châm có lẽ bây giờ hắn phải đi theo con đường cũ, trước tiên dùng tẩy tủy để tăng trưởng công lực cho mình, sau đó lại dùng đệ ngũ châm. Có thể đây là một quá trình tương đối dài, hắn thật sự không biết đám người phiêu miểu tiên môn có cho hắn thời gian dài để khôi phục công lực hay không. Keng keng, tiếng chuông cửa vang lên làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Hạ Thiên có chút bất mãn, sao cứ luôn có người đến quấy rầy hắn. Tuy khó chịu nhưng Hạ Thiên vẫn mặc quần áo bước xuống giường, hắn đi qua phòng khách, sau đó mở cửa phòng và bất mãn nói một câu. "Này, chú là ai? Bấm chuông làm gì? Chú không biết mình rất đáng ghét sao?" Có một tên thanh niên 20 tuổi đứng bên cạnh cửa ra vào, người này cao lớn đẹp trai, khi thấy Hạ Thiên thì tên kia chợt sững sờ, sau đó hắn chợt nổi giận. "Mày hỏi bố là ai làm gì? Con bà nó tao muốn hỏi mày là ai? Đường Huệ Quân đâu? Cho cô ta ra đây." Thằng ngu này. Hạ Thiên tức giận nói mày đi tìm đường huệ quân thì đến nhà mà tìm đến đây làm gì cút đi cho anh nếu làm phiền thì anh cho ăn đòn con bà nó tối qua tao tận mắt thấy cô ấy vào đây tao không thấy cô ấy đi ra vì vậy nhất định còn ở bên trong tên đàn ông cao lớn đẹp trai dùng ánh mắt vẫn nộ nhìn hạ thiên mày là đàn ông của cô ấy vào lúc này phải không con bà nó mày đứng cách xa cô ấy ra nếu không thì tao á hạ thiên đấm thẳng vào mũi tên đẹp trai tên kia té ngã ngửa xuống đất máu mũi chảy ròng ròng thằng khùng hạ thiên có tâm tình không tốt thằng ngu này sao lại nói mình là đàn ông của đường huệ quân mình có ánh mắt kém cỏi vậy sao vì vậy mà lúc này tâm tình của hắn thật sự không tốt trực tiếp ra tay đánh ngã đối phương đồng thời còn đá đối phương hai cái thằng ngu dám đến làm phiền anh lần nữa anh ném mày xuống lầu hạ thiên mắng xong thì xoay người lại đóng cửa bên ngoài cuối cùng cũng an tính Hạ Thiên đi vào lấy hai cái bánh mì trong tủ lạnh nhà bếp, uống một hộp sữa tươi, sau đó quay về phòng ngủ ôm Liễu Mộng. Tuy hắn vẫn chưa buồn ngủ nhưng chưa đến một lúc sau phải buộc mình tiến vào mộng đẹp. Đến khi tỉnh lại thì đã đến 7 giờ tối, Liễu Mộng lúc này đã tỉnh lại, nàng hô rất đói bụng, muốn Hạ Thiên nấu cơm ăn. Đáng tiếc Hạ Thiên căn bản không biết làm cơm, vì vậy mà kéo Liễu Mộng xuống lầu. Chương 1387, Tao Ngộ Hàn Minh Phi từ cổng khu dân cư tinh hải quẹo trái 100 mét thì có một quán cơm Hồ Nam, quán cơm này kinh doanh khá tốt, bên trong cũng rất đặc sắc, Hạ Thiên và Liễu Mộng lúc này đang dùng cơm ở đây. Bữa cơm này hai người ăn tương đối thỏa mãn, một giờ qua đi, Hạ Thiên và Liễu Mộng mỗi người chất 10 cái ống trúc. Nếu nói có điều không hài lòng thì chính là chỗ này chuẩn bị cơm lam không đầy đủ, vì vậy mà hai người mới ăn được mỗi người 10 ống cơm thì nhân viên phục vụ đã nói không còn cơm lam nữa rồi. Tuy có chút tì vết như vậy nhưng nói tóm lại thì Hạ Thiên và Liễu Mộng vẫn cảm thấy nhà hàng này là rất tốt. Liễu Mộng càng quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đến nơi này. Hạ Thiên vốn có tâm tình không tốt thì sau bữa cơm này cũng khá hơn rất nhiều. Nhưng khi bọn họ ra khỏi quán cơm thì tâm tình của Hạ Thiên lại không xong, cực kỳ không xong, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng như vậy, vì hắn thấy một người. Người này mặc tường bào màu xanh, nhìn có vẻ bình thường nhưng đứng nơi đó lại có khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Rõ ràng đây là một người đàn ông đặc biệt, một người mà dù đứng trong đám người cũng có thể làm người ta liếc mắt là nhận ra, đó là Hàn Minh Phi. "Tiểu bại hoại, người kia hình như rất lợi hại." Liễu Mộng rõ ràng cũng cảm giác được khí thế bùng ra trên người Hàn Minh Phi, vì vậy mà lập tức trở nên căng thẳng. Lúc đầu ánh mắt Hàn Minh Phi rơi lên người Liễu Mộng, hắn có chút kinh ngạc, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên. "Hạ Thiên, lần đầu gặp mặt" nhưng ta nghĩ không cần giới thiệu chính mình tôi và anh có quen biết sao hạ thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hàn minh phi tôi hình như không quen anh hàn minh phi cười nhạt một tiếng nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng nên giới thiệu chính mình tại hạ là hàn minh phi đến từ phiêu miểu tiên môn à thì ra là thế hạ thiên lười biếng nói tôi và anh không quen tôi cũng không muốn làm quen với người lạ vì vậy bây giờ tôi phải về nhà còn phải có việc cần làm với vợ. Hạ Thiên nói xong thì kéo tay Liễu Mộng, bộ dạng muốn bỏ đi. Hạ Thiên, nam tử Hán đội trời đạp đất dám làm dám chịu, người làm như vậy không phải sẽ để cho Thanh Nhã sư muội mất mặt à? Hàn Minh Phi cười nhạt một tiếng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết rõ ngươi là ai, người cũng biết ta là ai. Nếu dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt kia thật sự không có ý nghĩa. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hàn Minh Phi, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Trong lòng thầm oán dạ Ngọc mị. Em chân dài ơi là em chân dài, ngay cả tình nhân cũng không giữ chân lại được, không biết chị đang làm cái gì. Vậy anh muốn gì? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng nói, xem ra chạy trốn không còn là khả năng vào lúc này, với công lực hiện tại của hắn thì căn bản không là gì với Hàn Minh Phi. Ta có hai vị sư đệ và sư muội mất tích, trước khi bọn họ mất tích thì nói rằng đi tìm ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ biết tung tích của bọn họ chứ? hàn minh phi nhàn nhạt hỏi không biết hạ thiên trả lời rất dứt khoát hạ thiên xem ra ta đã quá xem trọng ngươi hàn minh phi lắc đầu ta tin bọn họ thật sự chết trong tay ngươi mà ngươi lại không dám thừa nhận đúng là làm cho ta thất vọng anh thất vọng hay không thì có liên hệ gì đến tôi sao hạ thiên lười biếng nói trong lòng thầm khinh bỉ hàn minh phi người này đầu óc có vấn đề rồi tôi có thể tạm thời không truy cứu chuyện này nhưng cậu phải nói cho tôi biết vị trí của thanh nhã sư muội hàn minh phi chậm rãi nói không biết hạ thiên vẫn trả lời rất kiên quyết vẻ mặt hàn minh phi chợt trở nên lạnh lẽo hạ thiên sau khi đi vào thế giới này ta chưa từng giết người ta cũng không muốn giết ngươi vì ta tin ngươi và thanh nhã sư muội có quan hệ đặc thù gì đó nhưng bây giờ ngươi đầu tiên là giết bạch sư đệ và hoàng sư muội của ta lại không chịu nói xem thanh nhã sư muội đang ở đâu ta chỉ sợ không ra tay không được. Này, tôi cũng không phải đối thủ của Bạch Sư Đệ và Hoàng Sư muội của anh, làm sao anh nghĩ rằng tôi giết bọn họ? Nói không chừng là em chân dài mà anh yêu mến đã ra tay. Hạ Thiên tức giận nói. Ngươi nói giả tiên tử sao? Ánh mắt Hàn Minh Phi có chút cô đọng. Hạ Thiên, đàn ông dám làm dám chịu, người không những không nhận còn giá họa cho nữ nhân, không cảm thấy thủ đoạn của mình quá ti tiện sao? Này, anh nhất định dám làm đám chịu sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Sư đệ và sư muội của anh giết người ở nơi đây, sao anh không bảo bọn họ dám làm dám chịu, tự mình đi chịu chết? Hạ Thiên, ta thừa nhận hành vi của Bạch Sư đệ và Hoàng Sư muội có nhiều chỗ không đúng, nhưng chưa từng có người tu tiên nào đền mạng cho phàm nhân. Hàn Minh phi thản nhiên nói. Bọn họ dù sai thì cũng chỉ có phiêu miểu tiên môn được trừng phạt mà thôi, không đến lượt người khác xử lý bọn họ, vì vậy đối với người bây giờ chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Ta ghét nhất người khác ép mình lựa chọn. Hạ thiên thầm nói một câu. Tiểu bại hoại, có cần đánh hắn không? Liễu mộng tỏ ra kích động. Chị mộng, chị không đánh lại hắn. Hạ thiên khẽ nói. Đánh không lại sao, vậy chúng ta chạy. Liễu mộng chợt xoay chuyển ánh mắt, nàng nhanh chóng nói. Hạ thiên cũng rất muốn chạy nhưng lại biết khá rõ, bây giờ dù có chạy cũng không thoát khỏi tay Hàn Minh Phi. Lựa chọn đầu tiên chính là nói rõ Thanh Nhã sư muội đang ở đâu, nếu Thanh Nhã sư muội chứng thực ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn, như vậy chuyện ngươi giết Bạch sư đệ và Hoàng sư muội sẽ không đến lượt ta quản, ta chỉ có thể đưa ngươi về Phiêu Miểu Tiên môn để sư môn xử lý. Lựa chọn thứ hai chính là ngươi không nói ra vị trí hiện tại của Thanh Nhã sư muội, ta cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Âm thanh nhàn nhạt, nhạt của Hàn Minh Phi lại vang lên, bên trong có thêm vài phần sát khí. Thân là sư huynh thì ta có trách nhiệm bảo vệ sư đệ và sư muội, bây giờ bọn họ chết trên tay ngươi, ta cũng muốn làm tròn bổn phận của sư huynh, tìm lại lý lẽ cho bọn họ. Nói nhiều như vậy làm gì, không phải muốn uy hiếp ta sao? Hạ Thiên thầm khinh bỉ Hàn Minh Phi, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng hắn phát hiện lúc này thực lực quyết định tất cả, với thực lực của hắn bây giờ thì bất kể dùng thủ đoạn nào cũng không thể đánh bại Hàn Minh Phi. Hạ Thiên không khỏi chửi mắng cơ Thanh Ảnh nếu không phải yêu nữ chết tiệt kia cướp đi tất cả mọi thứ bao gồm mê dược, độc dược và độc châm hắn cũng không bị động như thế này cũng không hoàn toàn có cơ hội đánh bại Hàn Minh Phi khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Hàn Minh Phi thở dài xem ra vẫn là ta nên ra tay thì hơn Hàn Minh Phi còn chưa dứt lời thì đã tung ra một trường một trường này nhìn giống như không có lực lượng gì rất vị ý rất bay bổng cũng không có gì khó tưởng chỉ là một trường rất vì tiện nhưng đối với một cao thủ như Hàn Minh Phi, đối mặt với một đối thủ không cùng cấp bậc, hắn xuất thủ cũng không cần phải quá sức tưởng tượng. Dù Hàn Minh Phi chỉ tùy ý đánh ra một trường nhưng trong khoảnh khắc đó Hạ Thiên và Liễu Mộng đều cảm thấy áp lực rất lớn, trong hư không chợt có một lực lượng khủng bố cuốn về phía bọn họ. Tiểu bại hoại, cậu chạy mau, để chị cản hắn. Liễu Mộng nói một câu, nàng cũng không tránh né mà tiến lên đỡ đòn. Bóng trắng lóe lên, váy trắng bồng bềnh, bàn tay trắng nõn của Liễu Mộng chợt hóa thành ngàn vạn bóng trưởng, từ bốn phương tám hướng vỗ về phía Hàn Minh Phi. Thiên huyễn phiêu miểu trưởng. Hàn Minh Phi có chút kinh ngạc nhưng cũng không né tránh, hắn tùy ý vỗ ra một trường, sau đó ngàn vạn bóng trưởng biến mất, Liễu Mộng bay ngược ra phía sau. Liễu Mộng rơi xuống đất, nàng cũng không bị thương, nhưng khi thấy Hạ Thiên còn chưa đi thì nàng có chút sốt ruột. Tiểu bại hoại, cậu sao còn chưa chạy đi, hắn rất lợi hại, ta đánh không lại. Chị Mộng, tôi sẽ không để chị ở lại để chạy trốn. Hạ Thiên dù biết mình không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi nhưng lại tuyệt đối không phải là đàn ông có thể vứt bỏ vợ để chạy trốn, vì vậy dù Liễu Mộng nói hắn bỏ chạy nhưng vẫn tuyệt đối không động. Đây là độc môn tuyệt kỹ của Thanh Nhã sư muội, cũng không thể ngờ cô cũng biết. Âm thanh của Hàn Minh Phi lại vang lên, hắn nhìn Liễu Mộng, trong mắt có thêm vài phần kỳ dị. Xem ra cô cũng biết Thanh Nhã sư muội ở nơi nào tôi cũng không nói chị Nguyệt ở đâu cho người biết Liễu Mộng Trừng mắt nhìn Hàn Minh Phi người chớ đắc ý ta mới luyện công phu được vài tháng nên không đánh lại ngươi đợi vài tháng nữa ta sẽ đánh cho ngươi biết tay mới vài tháng trong mắt Hàn Minh Phi lóe lên cái nhìn kinh ngạc xem ra quả nhiên như ta dự đoán các người hình như có một phương pháp tu luyện đặc thù điều này thật sự làm ta cảm thấy tò mò không cần hiếu kỳ tôi trực tiếp nói cho anh biết tất cả là tôi làm hạ thiên đột nhiên lên tiếng anh muốn lợi hại hơn sao thật ra chỉ cần một buổi tối tôi có thể cho anh từ nguyên anh kỳ tiến lên phân thần kỳ ngươi cảm thấy ta có thể tin lời này sao hàn minh phi lắc đầu trong mắt chợt lóe lên cái nhìn quỷ dị tin hay không là tùy anh hạ thiên tỏ ra không quan tâm hạ thiên chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi dù lời này của ngươi có phải là thật thì ta cũng không có hứng bây giờ ta chỉ muốn tìm thanh nhã sư muội mà thôi hàn minh phi cười nhạt một tiếng sau đó hắn chợt vung tay chụp lấy hạ thiên nếu ngươi đã không chịu nói thanh nhã sư muội ở đâu ta cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn mà thôi chiêu thức của hàn minh phi rất bình thường nhưng tốc độ là rất nhanh hoàn toàn vượt qua phản ứng của hạ thiên chỉ sau nháy mắt thì bàn tay hàn minh phi đã đến trước ngực hạ thiên thực lực giữa hai người tranh lệch quá lớn hắn căn bản không có phản ứng đừng ức hiếp tiểu bại hoại liễu mộng lại có phản ứng Bàn tay trắng như phấn của nàng chợt vỗ về phía Hàn Minh Phi, nhưng nàng dù có nhanh cũng căn bản khó cứu được Hạ Thiên lúc nguy nan. Chương 1388, mạng hắn là của ta. Khi thấy Hạ Thiên sắp rơi vào trong tay Hàn Minh Phi, Liễu Mộng không khỏi thật sự lo lắng, nhưng một giây sau nàng đã ngây người vì Hạ Thiên chợt biến mất. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên biến mất thì trên trời xuất hiện một bàn tay trong suốt, sau đó bàn tay nhấn vào hư không một luồng chân khí cực mạnh bùng ra đón tiếp bàn tay của Hàn Minh Phi. Dù tốc độ của Hàn Minh Phi có là cực nhanh thì bàn tay kia cũng xuất hiện quá nhanh, hơn nữa lại tương đối quỷ dị, không hề có chút dấu hiệu nào. Kết quả là Hàn Minh Phi căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bùng ra chân khí, hai bên đánh mạnh vào nhau. ầm, um, một tiếng nổ lớn vang lên, chân khí bùng ra khắp bốn phía, thân thể Hàn Minh Phi lay động vài cái, sau đó cuối cùng cũng không khống chế được mà lui ra phía sau vài bước. Rõ ràng trong lúc cứng đối cứng thì Hàn Minh Phi thật sự phải ăn quả đắng. Những luồng chân khí tản ra, lúc này xuất hiện một cô gái tuyệt sắc mặc cung trang màu xanh biếc, nàng có khí chất cao ngạo, dù thế nào cũng khó thể che giấu vẻ đẹp tuyệt trần, dù là Liễu Mộng cũng phải thất sắc. "Cơ sư muội, sao lại là cô?" Hàn Minh Phi cực kỳ kinh ngạc. "Ra mắt Hàn sư huynh." Cô gái mặc cung trang tuyệt sắc cũng không phải là ai khác mà chính là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh đã bị Hạ Thiên Nguyên rủa vài ngày qua lúc này nàng đang thi lễ với Hàn Minh Phi, nhưng giọng điệu của nàng khá lạnh, làm cho người ta cảm thấy nàng thật sự không có thành ý muốn thi lễ. Lúc này Hạ Thiên vừa tránh được một kiếp lại cảm thấy rất bức bối, yêu nữ chết tiệt kia sao lại đến đây? Lúc này mình xong đời rồi sao? Cơ sư muội cô có ý gì? Hàn Minh Phi rõ ràng khó thể hiểu hành động vừa rồi của cơ thanh ảnh, trong giọng điệu của hắn có chút bất mãn còn có chút tức giận. Cô có biết hắn là ai không? hắn biết thanh nhã sư muội đang ở đâu tôi biết rõ cơ thanh ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo mà lạnh lùng nói hắn là hạ thiên tự xưng là chồng của nguyệt thanh nhã đã biết rõ như vậy sao cô còn giúp hắn hàn minh phi nói với hương vị chất vấn mạng hắn là của ta cơ thanh ảnh lạnh lùng nói hắn chỉ có thể chết trong tay ta cơ sư muội ta cần một lý do một lý do để có thể thuyết phục ta hàn minh phi trầm giọng nói thật xin lỗi hàn sư huynh ta không có ý nói cho huynh bất kỳ lý do gì cơ thanh ảnh cũng không thèm nể mặt sư huynh hàn minh phi ta chỉ muốn nói cho huynh biết dù là giết hắn hay dạy bảo hắn đều là chuyện của ta dù là bất kỳ người nào cũng không có tư cách này hàn sư huynh nếu muốn ra tay thì trước tiên cứ đánh bại ta cái đã cơ sư muội ta hy vọng muội hiểu chúng ta đến đây là vì tìm thanh nhã sư muội hơn nữa còn đưa thanh nhã sư muội an toàn quay về bất kỳ ai cũng không được dùng thủ đoạn gì để ngăn cản đưa thanh nhã sư muội quay về nếu để sư tôn biết được có hậu quả gì thì muội cũng biết rõ rồi hàn minh phi trầm mặt nói hàn sư huynh ta làm việc có chừng mực không cần huynh dạy bảo cơ thanh ảnh vẫn rất lạnh lùng ta chỉ hy vọng sau này huynh đừng nên xuất hiện trước mặt hạ thiên vẻ mặt hàn minh phi có chút âm trầm hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh băng của cơ thanh ảnh, tuy rất tức giận nhưng thật sự không dám ra tay. Vì cơ thanh ảnh trên danh nghĩa là sư muội của hắn, nhưng địa vị của nàng ở phiêu miểu tiên môn thật sự cao hơn hắn. Năm xưa Nguyệt Thanh Nhã chính là đệ tử xuất sắc nhất, thiên tư của nàng thật sự là vượt trội đám đệ tử ngàn năm trở lại. Hai năm sau khi Nguyệt Thanh Nhã mất tích, cơ thanh ảnh đến phiêu miểu tiên môn, nàng cũng nhanh chóng được vinh danh là Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, thiên tư của nàng chỉ được cho rằng kém Nguyệt Thanh Nhã một chút mà thôi. Trong thời gian chưa đến 20 năm thì nàng đã tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, mà Hàn Minh Phi phải mất biết bao nhiêu năm tháng mới đạt được đến mức này. Cũng vì vậy mà địa vị của cơ thanh ảnh ở trong phiêu miểu tiên môn thật sự cao vời hơn Hàn Minh Phi, sau khi Nguyệt Thanh Nhã mất tích thì hầu như ai cũng cảm thấy cơ thanh ảnh sẽ là nhân tuyển có một không hai cho môn chủ. Nhưng Hàn Minh Phi cũng không ngờ môn chủ lại bắt bọn họ phải đi tìm kiếm Nguyệt Thanh Nhã. Điều làm cho Hàn Minh Phi không dám ra tay chính là phát hiện tu vi của Cơ Thanh Ảnh chợt có tiến triển, phải biết rằng trước khi đến nơi này thì hắn và Cơ Thanh Ảnh tương xứng với nhau, đều là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng một trưởng vừa rồi lại làm cho hắn phát hiện ra, trong thời gian ngắn khi đến đây, tu vi của Cơ Thanh Ảnh giống như sắp đột phá nguyên anh sơ kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ. Hàn sư huynh, muội cần ra tay tiến khách sao? Âm thanh lạnh lùng của Cơ Thanh Ảnh lại vang lên. Cơ sư muội hy vọng sau này muội không hối hận. Hàn Minh Phi hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người bỏ đi, chỉ sau nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Khi thấy cơ thanh ảnh không chú ý đến mình, Hạ Thiên chợt có một xúc động muốn chạy trốn. Nhưng hắn thật sự không dám bước ra nửa bước thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của cơ thanh ảnh vang lên bên tai. Người dám chạy thì ta sẽ dùng những thứ độc dược của ngươi cho cô ta nếm thử một lần. Này, đây là ân oán cá nhân, đừng gây họa cho người khác. Hạ Thiên lập tức không dám chạy, hắn chừng mắt nhìn cơ thanh ảnh, dùng giọng có chút bất mãn nói. Đối với loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như ngươi thì dùng thủ đoạn gì cũng không quá phận. Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta bây giờ sẽ không giết ngươi, cũng không có tính toán sẽ giết ngươi, trừ khi ngươi không phải muốn tìm chết. Chỉ cần ngươi không chạy, ta cũng không có tâm tình đối phó với những kẻ khác. Được rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện sau hạ thiên nhìn cơ thanh ảnh sau đó hắn phát hiện yêu nữ này thật sự không muốn giết mình nhưng nàng có mục đích gì thì hắn cũng không rõ khi thấy cơ thanh ảnh không phản đối hạ thiên tranh thủ kéo liễu mộng đi vào cổng khu dân cư tinh hải tiểu bại hoại cô ta là cơ thanh ảnh sao đúng là quá đẹp cũng giống như chị nguyệt vậy liễu mộng đứng chờ thang máy rồi khẽ hỏi nhưng âm thanh của nàng dù có nhỏ thế nào cũng được cơ thanh ảnh nghe thấy rõ ràng nhưng cơ thanh ảnh cũng không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Cô ấy cũng không được đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên lần này không tán thành lời nói của Liễu Mộng, hắn vẫn thấy thần tiên tỷ tỷ là đẹp nhất, dù là so với em chân dài dạ ngọc mị hay cơ thanh ảnh thì đều hơn hẳn. Chị cảm thấy cô ấy xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ. Liễu Mộng chừng hai mắt nói, sau đó nàng có chút không vui. Vì sao có nhiều người đẹp hơn chị như vậy? Chị Mộng, chị cũng rất đẹp. Hạ Thiên chân thành nói trong mắt tôi thì chị đẹp hơn cô ta hạ thiên nói lời này thì nhìn về phía cơ thanh ảnh tiểu bại hoại nói dối không phải là bé ngoan chị không thích bé không ngoan liễu mộng nói nếu cậu như vậy thì chị chẳng thèm chơi với cậu đúng lúc này thang máy đã đến hạ thiên không nói thêm điều gì mà kéo liễu mộng đi vào sau đó hắn chợt buồn bực tên khốn nào dám chiếm nhà của hắn này đám ngu ngốc chúng mày muốn chết sao Hạ Thiên đi vào phòng và phát hiện bên trong có 4-5 người, có vài tên mặc đồng phục cảnh sát, có vài tên mặc thường phục. Một gian phòng vốn chỉnh tề đã bị bọn họ làm cho rối loạn, vì vậy mà tâm tình Hạ Thiên không tốt, bây giờ càng thêm bức bối. Cậu ở đây sao? Người đàn ông mặc thường phục hơn 40 tuổi dùng ánh mắt lợi hại nhìn Hạ Thiên rồi trầm giọng hỏi. Nói nhảm, tất nhiên tôi ở đây, các người nếu không dọn dẹp căn phòng cho chỉnh tề, ta sẽ ném các người xuống đất hạ thiên tức giận nói người đàn ông mặc thường phục chợt trầm mặt hắn quát một tiếng bắt hắn lại tên đàn ông vừa dứt lời thì bốn tên cảnh sát mặc đồng phục ào về phía hạ thiên nhưng bọn họ vừa nhào đến thì cảm thấy bụng đau đớn dữ dội sau đó cùng rên lên đau đớn cùng bay ra phía sau đụng vào tường sau đó lăn xuống đất vẻ mặt tên đàn ông mặc thường phục trợt biến đổi hắn sờ súng bên hông nhưng hắn vừa sờ xuống thì đã thấy trống không hầu như cùng lúc này hắn thấy một thứ gì đó lạnh như băng áp lên đầu mình, cuối cùng nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Mau dọn phòng cho gọn gàng, nếu không tôi xử lý các người. Bốn tên cảnh sát đang nằm dưới đất thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, bọn họ không hẹn mà cùng đưa tay xuống định rút súng, nhưng lúc này bóng trắng lóe lên, bàn tay bọn họ đặt xuống khoảng không. Này, mau đi dọn dẹp phòng. Liễu mộng có bốn khẩu súng trong tay, nàng cũng rất mất hứng, trước đó căn phòng rất gọn gàng, bây giờ rất rối. Điều nàng cảm thấy bực bội nhất chính là giường của mình cũng bị làm loạn. Cậu có biết mình đang làm gì không? Người đàn ông mặc thường phục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Các người dùng cảnh sát làm con tin, tính chất đã không giống. Á, à, tên đàn ông thường phục còn chưa dứt lời thì đã kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, bị Hạ Thiên mất kiên nhẫn đạp ngã xuống đất. Lắm mồm, Hạ Thiên không có tâm tình nói nhảm với bọn họ, sau đó hắn nhìn mặt bốn tên cảnh sát còn lại. Này, các chú còn chưa muốn làm việc sao? Anh Kiên nhẫn có hạn, nếu các chú không thu dọn phòng anh cho nhanh, anh sẽ trực tiếp ném các chú xuống dưới. Bốn tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn tên đàn ông mặc thường phục đã bất tỉnh trên mặt đất, cuối cùng cũng có hành động. Đầu tiên bọn họ dựng ghế sa lông lên, đặt vào đúng vị trí, sau đó thu dọn những vật dụng khác, nhưng trong lòng bọn họ rất một ngạt, thế đạo ra sao vậy? Bọn họ dù sao cũng là cảnh sát, sao lại luân lạc đến mức này? Hạ Thiên cũng không quan tâm đến đám người này, hắn quay đầu nhìn Cơ Thanh Ảnh. "Này, cô rốt cuộc muốn gì?" Chương 1389, ta sẽ không giết ngươi. Cơ Thanh Ảnh cũng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi. "Chị Mộng, chị trước tiên cứ xem xét đám cảnh sát này, tôi đi một chút sẽ quay lại." Hạ Thiên khẽ nói một câu với Liễu Mộc, sau đó hắn chạy đuổi theo Cơ Thanh Ảnh. Hắn biết Cơ Thanh Ảnh sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, bây giờ nàng rời khỏi chỗ này, chỉ sợ muốn tìm một chỗ không có người để nói chuyện mà thôi. Tuy Hạ Thiên bây giờ rất muốn đánh cho yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia một trận ra trò, sau đó cướp sạch mọi thứ của nàng. Nhưng với công lực của hắn vào lúc này, thậm chí là lúc đỉnh phong cũng không là đối thủ của nàng, bây giờ hắn lại càng không làm gì được vì vậy biện pháp dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã bị hắn gạt bỏ. Cơ thanh ảnh đi lên sân thượng tòa nhà, sau đó nàng dừng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên đang đuổi kịp, trong mắt đẹp lóe ra vài luồng hàn quang, nàng giống như muốn nhìn xuyên qua người hắn. Này, tôi biết mình rất tuấn tú, đến mức cô không thể kìm lòng được mà chủ động trèo lên phi ngựa, nhưng cô cũng không cần nhìn tôi như vậy làm gì. Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cơ thanh ảnh. Cơ thanh ảnh vẫn lạnh lùng nhìn hạ thiên, phản ứng của nàng vượt ngoài dự đoán của hắn, vì hắn tưởng rằng nàng nghe được những lời kia thì sẽ ra tay ngay. Lúc này nàng không những chẳng ra tay, thậm chí còn căn bản không có chút biến hóa cảm xúc nào. Từ khi nàng xuất hiện đến bây giờ thì vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhịp tim và vẻ mặt không biến đổi, gương mặt rất lạnh. Giống như khi đứng trước mặt Hạ Thiên, nàng đã xem hắn là một người đàn ông phàm nhân bình thường, cũng không phải là người vừa có được cơ thể của nàng. Này, rốt cuộc cô muốn thế nào? Hạ Thiên có chút buồn bực, yêu nữ chết tiệt này muốn gì? Càn Khôn đại trận trên Thanh Phong Sơn dù khá tốt nhưng muốn phá cũng không quá khó. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh như băng, nàng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nhưng nàng chỉ nói một câu đã làm cho Hạ Thiên thật sự không thể nào bình tĩnh cho được. Thanh Phong Sơn, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này biết Thanh Phong Sơn, còn biết cả Càn Khôn đại trận, rõ ràng đối phương đã đi qua Thanh Phong Sơn. Chuyện Hạ Thiên lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn bực, vì sao yêu nữ này lại dễ dàng buông tha cho mình. Dù hắn và nàng có quan hệ đặc thù, nhưng rõ ràng yêu nữ này sẽ không cho rằng mình là phụ nữ của hắn. Hơn nữa điều làm hắn cảm thấy khó nghĩ chính là nàng ta đến vì thần tiên tỷ tỷ, nhưng lúc đó lại không tiếp tục truy vấn về thần tiên tỷ tỷ, lại biến mất không còn tâm hơi. Khi thần tiên tỷ tỷ nói trong người Hạ Thiên đã bị yêu nữ cơ thanh ảnh để lại dấu ấn tinh thần, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biết được vị trí của hắn, điều này làm hắn lo lắng đối phương đang dám thị mình. Vì vậy hắn phải vội vàng ép thần tiên tỷ tỷ quay về thanh phong sơn, nhưng bây giờ xem ra tất cả lo lắng của hắn đã được chứng thực, mà cách làm của hắn cũng không có hiệu quả gì. Rõ ràng yêu nữ cơ thanh ảnh đã biết được vị trí của thần tiên tỷ tỷ, thậm chí còn có thể từng gặp mặt thần tiên tỷ tỷ. Cô đã gặp thần tiên tỷ tỷ rồi sao? Hạ thiên cố gắng để mình tỉnh táo trở lại, hắn dùng giọng bóng gió hỏi. Hạ Thiên thầm nói với mình, Thần Tiên tỷ tỷ chắc chắn không có chuyện gì, vì vậy hắn chỉ hỏi Cơ Thanh Ảnh có gặp Thần Tiên tỷ tỷ hay chưa, cũng không hỏi Thần Tiên tỷ tỷ như thế nào. Ta đã gặp tỷ ấy, nhưng tỷ ấy chưa từng thấy ta. Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. 20 năm qua tỷ ấy vẫn có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vì vậy nếu ta muốn xử lý tỷ ấy, sẽ dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên nghe được câu nói này mà khẽ thở ra, tuy yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này là cực mạnh nhưng dù đánh lén thần tiên tỷ tỷ hay cưỡng chế phá cản khôn đại trận thì cũng sẽ bị phát hiện ra nếu nàng nói thần tiên tỷ tỷ còn chưa được thấy mình như vậy có nghĩa là nàng tuy đã lên thanh phong sơn nhưng rõ ràng là chưa đi lên núi chỉ đi lòng vòng quanh đại trận mà thôi tôi cảm thấy thần tiên tỷ tỷ sẽ không thích cô vì vậy cô đừng để cho thần tiên tỷ tỷ gặp mặt là hơn hạ thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn cơ thanh ảnh chỉ cần cô không để cho thần tiên tỷ tỷ gặp mặt tôi sẽ không truy cứu chuyện cô cướp sạch mọi thứ của tôi. Người nghĩ rằng ta sẽ không xử lý ngươi sao? Trong giọng điệu của cơ thanh ảnh cuối cùng cũng có chút tức giận. Không hỗ danh là yêu nữ, lại muốn nữa rồi. Hạ thiên thầm nói một câu nhưng cũng không quan tâm đến uy hiếp của cơ thanh ảnh. Cô muốn giết thì đã sớm ra tay rồi, cũng không đợi đến tận lúc này, khi cô hận tôi nhất đã không ra tay, bây giờ sao có thể ra tay? Hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Còn nữa, tôi rất mẫn cảm với sát khí, nhưng bây giờ tôi không thấy trên người cô có sát khí, vì vậy tôi cảm thấy cô nên nói thẳng ra, cô muốn gì? À, nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm thì ok, tôi sẽ không quan tâm, cô dù sao cũng chỉ kém thần tiên tỷ tỷ một chút mà thôi, nhưng cô vẫn rất ngon hàng, rất phê, đáng tiếc là chưa sở qua cặp bánh bao to kia, chưa biết cảm xúc là thế nào. Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng nói: Ngươi thật sự nói không sai, ta sẽ không giết ngươi, nhưng sau này ngươi phải nghe theo lời ta, nếu không ta sẽ giết chết nữ nhân vừa rồi không chút do dự, còn có cả Nguyệt Thanh Nhã và tất cả đám người đang ở trên Thanh Phong Sơn. Sát khí lạnh như băng từ trên người cơ thanh ảnh bùng ra, nàng lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Bây giờ ngươi cảm nhận được sát khí của ta chưa? Ngươi có phải muốn ta đi giết nữ nhân kia để chứng tỏ quyết tâm không? À, không cần, không cần, tôi tin cô, Hạ Thiên Vội vàng nói, hắn thật sự cảm nhận được sát khí của Cơ Thanh Ảnh, vì vậy mà tin tưởng yêu nữ thật sự dám ra tay. Những ngày qua hắn đã tiếp xúc qua nhiều đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn, hắn đã thấy bọn họ hoàn toàn xem thường nhân mạng trên thế giới này. Bọn họ thật sự giống như Dạ Ngọc Nghị, cảm thấy ai trên thế giới này cũng là phàm nhân, mà bọn họ là người tu tiên thì không cần quan tâm đến sống chết của phàm nhân. Rất tốt, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có biện pháp tu luyện gì đặc thù sao? cơ thanh ảnh lạnh giọng nói tôi không có phương pháp tu luyện nào đặc thù cả hạ thiên tỏ ra vô tội không cần diễn trò trước mặt ta trong giọng nói của cơ thanh ảnh có chút tức giận cũng là một sai lầm thì ta sẽ không phạm vài lần thứ hai nếu ngươi có thể để ta đạt được ý đồ ta cũng sẽ cho ngươi đạt được ý đồ của mình nhưng nếu ngươi muốn chơi trò đùa giỡn ta cũng sẽ cho ngươi trắng tay ta sẽ không giết ngươi nhưng ta có thể giết sạch nữ nhân của ngươi ở thế giới này vế bỏ công lực của ngươi, đưa ngươi về đại lục tiên vân, giam ngươi cả đời. Này, cô cần ác độc như vậy sao? Hạ Thiên thật sự bực bội, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Dù tôi chiếm chút tiện nghi của cô, nhưng cô cũng không nên trách tôi chứ. Đây là cô ép tôi, tôi nào có muốn đâu, mà công lực của tôi cũng bị cô hút sạch, tôi mới là người chịu thiệt. Đây là một thế giới hầu như không thể nào tu luyện, linh khí thiếu hụt đến mức kinh người, với thiên tư của ta nếu muốn tu luyện ở thế giới này 100 năm thậm chí còn kém hơn một năm ở đại lục tiên vân. Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu khá thong thả. Thanh Phong Sơn tuy có linh khí nồng đậm hơn một chút nhưng cũng là bình thường, Nguyệt Thanh Nhã đã từng bỏ ra 10 năm để tu luyện đến Kim Đan Hậu Kỳ, mà tỷ ấy đi vào thế giới này 20 năm vẫn dừng lại ở Kim Đan Hậu Kỳ. Điều này đủ chứng minh, dù là thiên tư cao cỡ nào, với phương pháp tu luyện bình thường sẽ khó thể làm gì được ở nơi này ta thì khác, cũng không giống như vậy. Hạ Thiên Nghiêm Trang nói. Nhà hoàn cố hàm xương của ngươi vài tháng trước có tu vi tương xứng với mục hồng đan, các nàng cũng tu luyện trên trăm năm nhưng cách kim đan kỳ rất xa. Khốn nổi chỉ sau vài tháng thì cô ta đã tiên lên kim đan kỳ, còn có nữ nhân vừa rồi cùng với những người ở cùng Nguyệt Thanh Nhã trên Thanh Phong Sơn, tất cả đều là kim đan kỳ. Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng, tất cả những nữ nhân có quan hệ thân thiết với người đều ở trong một thế giới không thể tu luyện mà tiến lên kim đan kỳ, thiên tư của các nàng cũng bình thường, nhưng với độ tuổi của bọn họ, dù đặt trên đại lục tiên vân cũng là rất đặc sắc. Điều này đã chứng minh người có một phương pháp tu luyện đặc thù. Hạ thiên há miệng định nói nhưng cơ thanh ảnh lại lên tiếng. Ta khuyên người trước khi mở miệng thì nên suy nghĩ cho kỹ, không cần gạt ta, vì ta đã nghe nói rất rõ ràng, người đã nói với Hàn Minh Phi, có thể cho hắn từ nguyên anh kỳ tiến vào phân thần kỳ. Hạ Thiên nghe Cơ Thanh Ảnh nói như vậy thì thật sự có chút bất đắc dĩ, đúng là vô tâm nói một lời mà đối phương bám víu lấy nó ngay lập tức. Trước đó hắn muốn dùng nó để hấp dẫn Hàn Minh Phi để tìm cơ hội ra tay, nào ngờ Hàn Minh Phi không rút lui mà lại hấp dẫn Cơ Thanh Ảnh, hơn nữa nàng còn ngấp nghé cái được gọi là phương pháp tu luyện đặc thù của hắn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Được rồi, tôi nói cho cô biết." Tôi có thể làm cho thực lực của cô tăng tiến nhanh chóng, chỉ cần có đủ thời gian, đừng nói là phân thần kỳ, dù là chính thức thành tiên cũng không là vấn đề. Nhưng đó cũng không phải là phương pháp tu luyện đặc thù, tất cả chỉ là y thuật mà thôi. Y thuật sao? Cơ Thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, rõ ràng không quá tin tưởng. Sao ngươi có nó? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua Ngịch Thiên Bát Châm? Hạ Thiên ngáp một cái. Theo lý mà nói thì cô nên biết vì thần tiên tỷ tỷ nói nghịch thiên bát châm chính là từ đại lục tiên vân truyền đến. Vẻ mặt cơ thanh ảnh chợt biến đổi. Nghịch thiên bát châm, người nói, người biết nghịch thiên bát châm. chương 1390, cho đến bây giờ cũng không còn. Đúng vậy, chính là nghịch thiên bát châm. Hạ thiên dùng giọng hời hợt nói. Tôi cũng không lừa cô, đây là y thuật. Đây không phải là y thuật, đó là tiên thuật thượng cổ. Cơ thanh ảnh dùng giọng lạnh lùng phản bác, nàng thấy lời Hạ Thiên nói khó thể tin, nhưng rõ ràng nghịch thiên bát châm thật sự làm cho nàng suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Tùy cô nói sao cũng được, dù sao thì tôi cũng nghĩ như thế. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tóm lại tôi cũng không có biện pháp thu luyện gì khác, cô muốn tăng thêm công lực là không thể, nhưng chỉ cần tôi dùng nghịch thiên bát châm là được. Một châm sinh, hai châm tử, ba châm tái tạo xương thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan, năm châm thành đan. Cơ thanh ảnh thì thảo nói, hình như nhớ ra điều gì đó. Hạ thiên cũng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, yêu nữ chết tiệt này rõ ràng đã từng nghe qua về nghịch thiên bát châm. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, vì điều này có nghĩa là nàng sẽ tin vào năng lực của hắn, mà bây giờ hắn có năng lực này, có thể bàn điều kiện với nàng ta. Khi hạ thiên định bàn điều kiện với cơ thanh ảnh, đúng lúc nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Hèn gì ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có gì đó đặc biệt thì ra là băng hỏa linh thể, chỉ có băng hỏa linh thể mới có thể học được nghịch thiên bát châm, mà kim đan kỳ quái trong người ngươi thì ra cũng không phải là kim đan, chính là băng hỏa linh đan. Nói cách khác thì ngươi đã học được đệ ngũ châm, ngũ châm thành đan, vì vậy mà những nữ nhân bên cạnh ngươi đều là kim đan kỳ, nhưng các nàng chỉ là kim đan kỳ mà thôi, vì vậy ngươi chưa học được đệ lục châm. Sáu châm thần, bảy châm tiên, sáu châm thần chính là phân thần kỳ, khi ngươi học được đệ lục châm thì có thể dùng nó để tạo ra cao thủ phân thần kỳ, nếu người thật sự học xong thì nguyệt thanh nhã cũng sẽ chẳng phải như bây giờ, còn chưa đến nguyên anh kỳ. Hạ Thiên ngẩn ngơ, yêu nữ chết tiệt kia không những biết về nghịch thiên bát châm, thậm chí còn rất quen thuộc. Truyền thuyết về nghịch thiên bát châm đã tồn tại ở đại lục tiên vân được vài ngàn năm, nhưng xưa nay không có mấy người học được đệ tứ châm, đã từng có người học được đệ tam châm nhưng sau đó chợt bỏ mạng không hiểu nguyên nhân thật ra điều này cũng là bình thường, trên đại lục tiên vân chỉ cho phép dùng thiên tư của mình để tu luyện, bọn họ không cho phép có người không cần dựa vào thiên tư cũng trở thành người tu tiên hùng mạnh. Vì vậy người biết nghịch thiên bát châm đều sẽ bị âm thầm giết chết, người có băng hỏa linh thể vốn rất ít, ngẫu nhiên có người có băng hỏa linh thể sẽ bị giết đi, vì thế mà nghịch thiên bát châm dù là tiên thuật thượng của thi đến bây giờ vẫn không thể nào xuất hiện ở đại lục tiên vân. Sọng điệu của cơ thanh ảnh thật sự không còn trong trẻo và lạnh lùng, lại có thêm chút cảm giác, giống như là cảm khái. Nhưng ở thế giới này căn bản khó thể tu luyện, căn bản không có người tu tiên, tất nhiên sẽ không có người nào giết chết ngươi. Hơn nữa người tu tiên ở đây ngoài dựa vào ngươi thì căn bản không thể nào tiến lên kim đan kỳ, bọn họ chỉ biết cầu ngươi, tất nhiên sẽ không thể giết ngươi, mà bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyệt Thanh nhã lại vừa ý ngươi. Tôi đã sớm nói rồi, tôi là đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ. Hạ thiên gióng giặc nói. Ta cho ngươi thời gian nửa năm, nhiều nhất cũng không vượt qua 10 tháng, ngươi phải học được đệ lục châm." Cơ Thanh Ảnh dùng giọng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Nếu không cũng chẳng cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ hối hận không kịp. Nếu cô trả lại công lực cho tôi, không cần nửa năm, chỉ cần nửa tháng sau là tôi có thể thi triển đệ lục châm." Hạ Thiên bất mãn nói. "Không được nói những lời si tâm vọng tưởng." Cơ Thanh Ảnh hừ một tiếng. "Thứ nhất đây căn bản không còn cách nào khác." thứ hai ta đã cướp thứ gì thì trước nay chưa từng trả lại. Hạ thiên trừng mắt nhìn cơ thanh ảnh, hắn có chút buồn bực, yêu nữ chết tiệt này tuyệt đối là kẻ cướp đệ nhất thiên hạ. Này, không có lợi tôi sẽ không làm, tôi giúp cô tiến lên phân thần kỳ, cô cho tôi cái gì? Hạ thiên bắt đầu có kè mặc cả. Người còn thiếu chỗ tốt sao? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên. Hạ thiên tất nhiên sẽ không quan tâm, hắn lười biếng nói. Chỗ tốt càng nhiều càng ít ngươi lần đầu tiên gặp mặt đã muốn giết ta, vì ngươi không muốn cho Nguyệt Thanh Nhã quay về Đại Lục Tiên Vân, mà Nguyệt Thanh Nhã biết người của phiêu miểu tiên môn tìm mình nhưng vẫn trốn ở Thanh Phong Sơn, vì vậy có thể thấy ngươi nói không sai, Nguyệt Thanh Nhã không muốn quay về. Cơ Thanh Ảnh nói bằng giọng có chút khinh miệt và xem thường. Nếu Nguyệt Thanh Nhã không muốn về Đại Lục Tiên Vân, hơn nữa bây giờ nàng ta chỉ là Kim Đan Hậu Kỳ, không xứng là đối thủ của ta, dù ta có giết nàng ta cũng không còn ý nghĩa nhưng người khác chưa hẳn sẽ nghĩ như ta, mà người thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút bản lĩnh còn con của mình là có thể xử lý tất cả đám người đến tìm Nguyệt Thanh nhã sao. Cơ thanh ảnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút cảm giác khinh miệt. Ngay cả Hàn Minh Phi cũng có thể dễ dàng giết ngươi, những người khác mạnh như Hàn Minh Phi cũng không ít, người căn bản không có sức hoàn thủ khi đứng trước mặt bọn họ. Hạ Thiên cảm nhận được ánh mắt khinh thường của cơ thanh ảnh, hắn cũng bức bối, hắn tất nhiên không thích bị khinh thường, không thích phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ đẹp khinh thường mình. Kết quả là hắn không nhịn được phải thầm nói một câu. Cô cho rằng mình ngon lắm sao? Không phải cũng bị tôi hạ xuân dược à? Người cảm thấy chuyện đó đáng để khoe khoang sao? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt khinh thường nhìn hạ thiên. Ngây thơ! Này, tôi thế nào mà ngây thơ? Hạ thiên bước bối nói, yêu nữ chết tiệt này càng lúc càng đáng ăn đòn, dùng xuân dược với một người phụ nữ chỉ có thể chứng minh sự bất lực của ngươi mà thôi cơ thanh ảnh nói bằng giọng rất khinh thường cuống hồ ngươi chưa từng làm gì được ta chẳng qua ta sủng hạnh ngươi mà thôi chỉ là sủng hạnh ngươi mà thôi sao hạ thiên nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã nổi điên yêu nữ chết tiệt này nói là sủng hạnh hắn phải là hắn sủng hạnh nàng ta mới đúng chứ cô cứ chờ đấy sẽ có một ngày tôi trói cô lại sau đó đánh vào mông cô một ngàn cái không đúng mười ngàn cái đánh đến khi cô cầu xin mới thôi. Hạ Thiên thờ hồn hển nói, yêu nữ chết tiệt này đúng là đáng giận. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, ta sẽ cảm thấy vui sướng. Cơ Thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không tức giận vì những lời nói của hắn. Nhưng trước khi ngươi có bổn sự đó thì nên nghe theo lời của ta, nếu không ta có thể tùy tiện làm ngươi hối hận cả đời. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh ảnh mà một lúc lâu sau không nói gì thêm. Hắn cuối cùng đã ý thức được mình không hiểu nhiều về yêu nữ chết tiệt này, dù hắn đã quen với cơ thể của nàng, nhưng hắn nhớ từng vị trí trên người nàng cũng không có nghĩa là hắn biết nàng. Hạ Thiên chợt sinh ra một cảm giác, cơ thanh ảnh thật sự không giống như những người phụ nữ trước kia mình từng gặp, nàng hình như không có đau lòng. Lúc này hắn biết nàng không giết hắn chỉ sợ chẳng phải nguyên nhân hai bên có quan hệ. Lúc này Hạ Thiên chợt nhớ một chuyện, tối hôm trước thần tiên tỷ tỷ đã nói với hắn một chuyện. Nàng chưa từng gặp mặt Cơ Thanh Ảnh, nhưng hình như nàng đã nghe nhiều lời đồn về đối phương. Rõ ràng từ khi còn nhỏ thì Cơ Thanh Ảnh đã là một nhân vật nổi tiếng. Nay, Thần Tiên tỷ tỷ nói ở bên kia có một hoàng triều họ Cơ, hoàng triều kia có một tiểu công chúa, chưa ra khỏi bụng mẹ đã trúng kịch độc, từ nhỏ ăn nhiều độc dược để lấy độc trị độc. Vì ăn độc dược rất đau khổ nên phải dùng rượu để gây tê, sau đó vì như vậy mà tử lượng trở nên kinh người có danh hiệu là tử công chúa, mà người kia có phải là cô không? Hạ thiên mở miệng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ biết có người như vậy nhưng không biết tên, nhưng cảm thấy đó có lẽ là cơ thanh ảnh. Ta không phải là công chúa, ta là nữ hoàng tương lai. Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên. Trong thế tục trên đại lục tiên vân đã xuất hiện nhiều quốc gia nhưng hoàng triều họ cơ đã truyền thừa vạn năm bất diệt. Ta chính là nữ hoàng của hoàng triều họ cơ, chỉ cần ta tình nguyện thì trong hậu cung sẽ có ngàn vạn nam nhân, ai cũng cực kỳ tuấn tú hơn ngươi. Vì vậy ta hy vọng ngươi không cần khờ giải nghĩ rằng ta sủng hạnh ngươi một lần thì sẽ không nỡ giết bỏ, ta sở dĩ giữ lại mà ngươi cũng vì có giá trị khác mà thôi. Rõ ràng cơ thanh ảnh chính là tử công chúa theo lời của Nguyệt Thanh Nhã, nhưng tử công chúa năm xưa bây giờ sắp thành tử nữ hoàng. Được rồi, ta sẽ cố gắng học đệ lục châm, trước đó ngươi phải bảo vệ ta, còn nữa, phải giúp ta xử lý những người cùng đến với ngươi. Hạ Thiên dù cảm thấy bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn cũng chỉ có thể chờ học được đệ lục châm, như thế mới có cơ hội sửa chỉ cơ thanh ảnh. Điều này không cần ngươi nói, ta sẽ xử lý sạch bọn họ. Cơ thanh ảnh lạnh lùng nói. Ngoài ta ra thì không ai có thể được quay về đại lục tiên vân. Ôi, thần tiên tỷ tỷ có nói hoàng triều họ cơ các người có một bí thuật có thể hút khô công lực của người khác, có phải cô đã dùng bí thuật kia để hút công lực của tôi đi không? Hạ thiên lại hỏi. Thì thế nào? Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Cô có thể dạy bí thuật đó cho tôi, như vậy tôi sẽ nhanh chóng phục hồi công lực. Hạ thiên nghiêm trang nói. Không có vấn đề. Cơ thanh ảnh đồng ý rất sảng khoái, sau đó câu nói của nàng lại làm cho hạ thiên buồn bực. Người biến thành nữ nhân đã rồi nói sau. Được rồi, vậy cô có linh đan gì để tôi nhanh chóng gia tăng công lực không? Hạ thiên lại hỏi. Dù không có thì cô cũng nên trả lại đan dược, độc dược và những thứ kia lại cho tôi chứ. Ta đã nói rồi, đã cướp là chưa từng trả lại. Cơ thanh ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng xài bước ra, chỉ sau nháy mắt đã đi ra vài trăm mét. chương 1391, cùng nhau quét dọn vệ sinh. Này, cô cứ như vậy mà đi sao? Hạ thiên nhịn không được phải hô lên một câu với cơ thanh ảnh, yêu nữ chết tiệt này thật sự còn chưa nói rõ ràng. Cơ thanh ảnh không quan tâm đến hạ thiên, chỉ sau nháy mắt nàng đã hoàn toàn biến mất trên không trung, chẳng biết đi đâu về đâu. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn biết rõ cơ thanh ảnh có thể đang lén theo dõi mình, vì nàng có thể biết hắn ở nơi nào vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác sau này bất cứ nơi nào cũng có một cặp mắt đẹp mà lạnh lẽo quan sát những động tính của hắn, nếu hắn có thể thi triển đệ lục châm thì cơ thanh ảnh sẽ xuất hiện ngay. Nhưng sau khi bước bối thì Hạ Thiên lại cảm thấy tốt, thật ra những gì vừa xảy ra, ngoài câu nói hắn được cơ thanh ảnh sủng hạnh thì đều là chuyện tốt. Dù Hạ Thiên rất muốn đánh cho yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh một trận, nhưng thực tế đối phương lại đang giúp đỡ hắn. Đặc biệt là đối với những cao thủ cấp bậc như Hàn Minh Phi thì hắn đã không còn gì phải lo lắng, điều hắn cần làm vào lúc này chính là tranh thủ thời gian làm cho mình mạnh mẽ hơn, mà cơ thanh ảnh là người sáng tạo thời gian cho hắn. Mặc kệ khi gặp mặt cơ thanh ảnh thì hắn có thiệt thòi lớn, nhưng chờ đến khi hắc học được đệ lục châm, hắn có thể mạnh hơn nàng, Đến lúc đó hoàn toàn có thể đánh nàng ta một trận, thuận tiện sủng hạnh nàng 7 ngày 8 đêm, để cho nàng không dám nói ra những lời sủng hạnh hắn nữa. Còn chuyện nửa năm học được đệ lục châm, Hạ Thiên cảm thấy thực hiện mục tiêu này là không khó, tuy hắn bây giờ mới hồi phục được 3 phần vào thời đỉnh phong nhưng 3 phần của Kim Đan hậu kỳ cũng bằng với Kim Đan sơ kỳ, hắn chỉ cần gia tăng thêm chút công lực nữa là có thể thi triển được đệ ngũ châm. Sau đó hắn có thể tiếp tục dùng đệ ngũ châm cho các bà vợ còn lại, công lực sẽ gia tăng rất nhanh. Tóm lại dù cơ thanh ảnh không yêu cầu thì hắn sẽ dùng tất cả biện pháp để đưa công lực lên đến mức có thể thi triển được đệ lục châm. Trước tiên mặc kệ yêu nữ chết tiệt kia, mình nên khôi phục công lực cái đã. Hạ thiên quyết tâm mặc kệ cơ thanh ảnh, hắn xoay người chuẩn bị xuống lầu. Đúng lúc này hạ thiên chợt nghe thấy bên dưới lầu có động tính, hắn đi ra lan can nhìn và thấy bên dưới có vài chiếc xe cảnh sát, có vài chục tên cảnh sát vũ trang đầy đủ nhảy ra, nhanh chóng chạy vào khu dân cư, sau đó chạy về phía bên này. Đám ngu ngốc bên trong đã quét dọn xong chưa? Hạ Thiên thầm nói một tiếng, cũng không quan tâm mà xuống lầu đi vào phòng. Trong phòng tuy không có gì khác biệt quá lớn với trước khi Hạ Thiên đi ra nhưng thật sự là đỡ hơn, nhưng chỉ là đỡ hơn mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Tên đàn ông bị Hạ Thiên đánh ngất xỉu vẫn nằm trên mặt đất, bốn tên cảnh sát còn lại tuy đang dọn phòng nhưng ai cũng có thể thấy đám người kia đang lười biếng công tác tiểu bại hoại cơ thanh ảnh kia đi chưa khi thấy hạ thiên tiến vào thì liễu mộng vội vàng hỏi đúng vậy cô ấy đi rồi hạ thiên khẽ gật đầu cô ấy đến tìm cậu làm gì liễu mộng có chút hiếu kỳ à cô ấy vừa gặp đã yêu tôi muốn làm vợ tôi nhưng tôi cảm thấy cô ấy không đủ xinh đẹp không muốn lấy cô ấy làm vợ vì vậy mà cô ấy đau lòng bỏ đi hạ thiên bịa chuyện nói tiểu bại hoại cậu lại gạt người tôi không thích cậu liễu mộng bĩu môi nói bộ dạng mất hứng chị mộng những người này làm việc rất chậm hạ thiên di chuyển chủ đề hắn không muốn tiếp tục quấn quýt ở vấn đề của cơ thanh ảnh vì yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh làm hắn rất bực bọn họ cố ý làm chậm còn lén điện thoại yêu cầu trợ giúp nhưng chị cũng không quan tâm chờ đám người kia đến thì chúng ta sẽ có thêm người dọn phòng liễu mộng cười hì hì nói có chút hương vị khoe khoang tiểu bại hoại thấy chị thông minh không? Chị Mộng, chị là vợ tôi, tất nhiên chị sẽ rất thông minh, vợ tôi đều thông minh. Hạ Thiên Thuận miệng nói. À, bọn họ đã đến, chị đi bắt vài người vào đây dọn dẹp. Liễu Mộng chợt cảm giác được điều gì đó, nàng nói xong thì biến mất trước mặt Hạ Thiên. Một đám người đi cầu thang lên lầu 18, sau đó trong tầm mắt chợt xuất hiện một vị tiên nữ, mà tiên nữ này sau một giây lại hóa thành ma nữ nàng nhấc tay vung chân làm cho vũ khí trong tay của bọn họ chuyển sang tay nàng sau đó bọn họ bị ma nữ này dùng súng chĩa vào người chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến mục đích dự kiến là phòng đê sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh cực kỳ vinh quang này làm việc đi các người không làm gì ra hồn còn gọi cả người khác đến đây định lười biếng sao liễu mộng nói một câu sau đó nện súng lên đầu một tên tên này ngất ngay lập tức sau đó động tác của nàng cũng không ngừng nàng liên tục vung tay đập lên đầu ba tên còn lại, đám cảnh sát trước đó lười biếng không chịu dọn dẹp đều mất xỉu. Đám người mới đến cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng khi thấy tình huống như vậy thì bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc, nhưng động tác của bọn họ vẫn không tính là nhanh, vẫn có chút dấu hiệu lười nhác. Vài phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng mất hứng, hắn chợt vung tay chụp lấy một tên cảnh sát lười biếng. Này, cho các người 5 phút nữa, nếu không quét dọn cho tốt thì tôi sẽ ném xuống dưới. Đừng xúc động, đừng xúc động, cậu rốt cuộc muốn gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, là một người đàn ông 50 tuổi. Ông là thằng ngu nào? Hạ Thiên Trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đi vào. Tôi là chuyên gia đàm phán của cục công an thành phố Tinh Thành, tôi tên là. Tên đàn ông vừa định nói ra thân phận của mình, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy một âm thanh rất dễ nghe. Này, đã vào thì cùng dọn dẹp vệ sinh đi tên chuyên gia đàm phán chợt ngây cả người, đây là đám người nào. Nhưng tên chuyên gia nhìn hàng loạt họng súng chĩa vào mình mà cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến, lúc này kỹ xảo đàm phán hoàn toàn không có tác dụng. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên dồn dập người còn chưa xuất hiện mà âm thanh đã đến. Buông súng cho tôi, không cho phép nổ súng, cục trưởng hào có nói, không cho ai nổ súng, ớ. Người này vốn tưởng rằng tình huống rất nguy cấp, không ngờ đến cửa thì phát hiện không phải là như vậy, vì thế hắn ngây người rồi đổi giọng. Hạ thần y, tiểu thư mộng mộng, xấu hổ quá, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Người vừa xuất hiện ngoài cửa là người vừa mới quen Hạ Thiên và Liễu Mộng, chính là Châu Thành. Ủa, chú cũng đến sao? Vừa đúng lúc, mau vào dọn dẹp vệ sinh. Liễu Mộng nói một câu. Châu Thành đầu tiên là sướng sờ, sau đó hắn vội gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Không thể nghi ngờ Châu Thành là một người cực kỳ biết phối hợp, hắn lập tức đi thu dọn căn phòng, đồng thời còn chỉ huy những người khác. Nhanh tay lên một chút. Hạ Tiên Sinh, cửa ra vào lại vang lên một âm thanh, chính là một nữ cảnh sát xinh đẹp, là người quen cũ của Hạ Tiên, Hào Phỉ Phỉ. Ơ, ờ, lại có thêm một người, mau vào dọn phòng đi thôi. Liễu Mộng lại hô lên. Hào Phỉ Phỉ chợt ngây ra, sau đó nàng nhìn Liễu Mộng, có chút trần chừ. Sau đó khẽ gật đầu nói. Vâng, Liễu tiểu thư. Rõ ràng Hào Phỉ Phỉ bây giờ đã biết thân phận của Liễu Mộc, nhưng nàng vừa thu dọn ly tách trên bàn trà vừa khách khí hỏi. Hạ tiên sinh, chỗ này xảy ra chuyện gì? Tôi vừa ra ngoài dùng cơm thì đám ngu ngốc này đến làm căn phòng trở nên bừa bộn. Hạ tiên chỉ vào những tên nằm trên mặt đất. Hạ tiên sinh, anh, anh có thể cứu tỉnh một người để tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra được không? Hào phỉ phỉ cẩn thận hỏi. Được rồi. Hạ thiên ngáp một cái, sau đó hắn đá lên người tên đàn ông mặc thường phục, tên này kêu lên đau đớn rồi tỉnh lại. Tên đàn ông này vừa tỉnh dậy thì nổi giận đùng đùng, nhưng khi đang định lên tiếng thì thấy hào phỉ phỉ, hắn chợt sững sờ. Trường khoa hào, sao cô lại ở đây? Tổ trưởng bang, tôi còn đang muốn hỏi anh sao lại ở đây? Hào phỉ phỉ trầm mặt xuống. Đây là chỗ ở của hạ tiên sinh, anh ấy là đối tượng được Cục Công an tỉnh bảo vệ trọng điểm, anh dám đưa người đến đây làm loạn, ai cho anh lớn gan như vậy. Trường Khoa Hào, chúng tôi nhận được tin báo, chỗ này có người buôn bán ma túy, hơn nữa chúng tôi còn tìm được ở chỗ này hơn 100 viên thuốc ma túy tổng hợp. Tên đàn ông mặc thường phục cũng chính là tổ trưởng bàng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình huống, bây giờ bắt đầu mở miệng giải thích. Điều này sao có thể? Hào phỉ phỉ còn chưa dứt lời thì Châu Thành đã lên tiếng. Với thân phận của hạ thần y, sao có thể làm ra chuyện này? Bàng Ba, tôi hỏi anh, có phải anh cố ý hãm hại hạ thần y hay không? Nếu là thật, anh tốt nhất nên nói ra kẻ nào đang đứng phía sau. Châu Thành, anh đừng ngậm máu phun người, tôi là cảnh sát 20 năm, cho đến bây giờ chưa từng làm việc hèn mọn bỉ ổi như thế. Bàng Ba dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Châu Thành, có thể thấy trước đó quan hệ giữa hai người này thật sự là không tốt. Bàng Ba vậy anh cảm thấy hạ thần y và mộng mộng tiểu thư sẽ buôn bán ma túy sao châu thành cười lạnh một tiếng anh có biết bọn họ là ai không vị này là hạ thiên nổi danh hạ thần y vị này là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với nghệ danh là ma nữ mộng mộng nếu nói không khoa trương thì dù là hạ thần y xem bệnh cho người ta hay tiểu thư mộng mộng đi hát cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn bán ma túy anh cảm thấy bọn họ sẽ buôn bán ma túy sao anh chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thấy rõ vấn đề cái gì? Vẻ mặt bàng ba chợt biến đổi, hắn nhìn Hạ Thiên, ánh mắt khó tin, trong mắt không khỏi có vẻ sợ hãi. Hắn, hắn là Hạ Thiên sao? Tổ trưởng bàng, tóm lại Hạ Thần Y sẽ không bán ma túy, anh phải biết vì sao lại phát hiện ma túy ở đây. Hào phỉ phỉ khách khí hơn một chút so với Châu Thành, nhưng giọng điệu lại khá bức người. chương 1392, có người vụ oan. Vẻ mặt bàng ba chợt trầm xuống, lại trở nên khó coi, hắn chợt ý thức được phiền toái lớn đang kéo đến. Thật ra ở Cục Công an thành phố Tinh Thành ai cũng biết bàng ba và Châu Thành có va chạm, bàng ba thân là tổ trưởng tổ trọng án của Cục Công an thành phố, chức vị của hắn đoạt được từ trong tay của Châu Thành. Khốn nỗi ai cũng biết nếu nói về năng lực phá án thì bàng ba không bằng Châu Thành, nhưng rõ ràng bàng ba lại biết cách luồn cúi làm người hơn, vì vậy dù Châu Thành có chỗ dựa là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hào Hồng Quang nhưng bàng ba vẫn là tổ trưởng tổ trọng án. Dù vị trí này không có bao nhiêu quyền lực nhưng đối với một người không có hậu trường và bối cảnh như Bàng Ba thì đã rất khá rồi. Những vụ án ma túy gần đây đều là trọng án, ở Tinh Thành cũng có nhiều vụ án ma túy, đặc biệt là vài ngày trước công an thành phố Giang Hải bắt được một tên vận chuyển ma túy mà thứ đó lại đến từ Tinh Thành. Dù cảnh sát Giang Hải còn chưa thẩm vấn ra kết quả rõ ràng nhưng lại cho rằng bên phía Tinh Thành không phải chỉ có chút ma túy như vậy mà cảnh sát Giang Hải cũng muốn liên kết với cảnh sát tinh thành để xử lý những ổ ma túy độc hại. Cảnh sát tinh thành tất nhiên sẽ không muốn để cho cảnh sát bên ngoài đến phá án ma túy trên địa bàn của mình, vì điều này chứng tỏ bọn họ bất lực. Vì vậy gần đây tổ trọng án tăng cường nhân thủ để điều tra, cũng vì thế mà khi bàng ba nhận được tin báo, nói ở khu dân cư Tinh Hải có kẻ buôn ma túy thì hắn tự mình dẫn người đến. Khi hắn lục được hai túi thuốc ma túy tổng hợp thì cho rằng mình đang chộp được một con cá lớn. Nhưng sự việc phát sinh sau đó lại hoàn toàn vượt xa dự đoán của Bàng Ba, lúc này hắn cuối cùng cũng biết kẻ bị nghi án buôn bán ma túy là Hạ Thiên, hắn chợt hiểu sự việc đã vượt xa tầm với. Thành phố Tinh Thành và Giang Hải cách nhau không quá xa, thậm chí những sự việc vừa qua xảy ra ở thành phố Nhạc Nam cũng nguyên náo quá lớn, hơn nữa còn động đến cả cục công an tỉnh, vì vậy mà cũng có nhiều người bên phía Tinh Thành nhận được tin tức. Bây giờ Bàng Ba cũng biết có một người là Hạ Thiên không thể chọc vào nhưng hắn không ngờ lần này kẻ xui xẻo lại chính là mình. Trường Khoa Hào, tôi xác nhận có nhận được tin báo, tôi cũng tìm được ma túy tổng hợp trong phòng, tôi tin Hạ Tiên Sinh sẽ không buôn bán ma túy, vì vậy tôi cảm thấy có người vu oan cho Hạ Tiên Sinh, nếu không thì có người đang cố ý hãm hại tôi. Bàng ba biết mình cần phải giải thích rõ ràng, nếu để người ta cho rằng mình cố ý gây phiền phức cho Hạ Thiên, như vậy sẽ xong đời. Bàng ba nói đến đây thì nhìn về phía Châu Thành, hắn tiếp tục dùng lời nhiều ý nghĩa nói. Trường Khoa Hào, trước đó tôi căn bản không biết đây là chỗ ở của Hạ Tiên Sinh, nếu là có người cố ý gây phiền cho Hạ Tiên Sinh, nhất định là người biết chỗ ở của Hạ Tiên Sinh. Bàng ba, anh không cần nhìn tôi, vì Hạ Thần Y là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi cũng vừa biết chỗ của cậu ấy mà thôi. Còn chuyện anh nói có người cố ý vụ oan cho mình, chẳng lẽ người ta trực tiếp báo cho anh sao? Nếu không thì chắc chắn không phải hướng về anh. Châu Thành hừ một tiếng nói. Châu Thành dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ thần y, ngày hôm qua các người đến đây, trước kia là ai ở chỗ này? Có thể là người ta để ma túy ở lại. Đây là phòng của vợ tôi, nhưng cô ấy đã lâu không ở đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. Như vậy vài tháng qua căn phòng này không có người ở, mà Hạ thần y vừa đến đã có người tố cáo, xem ra bọn họ hướng về Hạ Tiên Sinh. Trương Tín nhanh chóng phân tích nếu không có bất ngờ gì thì ma túy tổng hợp được đưa đến khi hạ thần y đi dùng cơm. Ma túy tìm được dưới giường trong phòng ngủ, chúng tôi vào thì cửa khóa, nói cách khác thì nếu có người vụ oan như vậy đối phương phải có chìa khóa phòng. Bàng ba lên tiếng, hắn cũng thật sự suy xét, muốn toàn thân ra khỏi vụ này. Này, tiểu bại hoại, cậu nói xem đường huệ quân kia có lén làm thêm chìa khóa không? Liễu mộng nói một câu, chẳng lẽ là cô ta muốn hại chúng ta? tôi không biết, mà cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Hạ Thiên cũng không có tâm tư đi sâu vào vấn đề, hắn nhìn Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành. Tóm lại các người dọn dẹp cho sạch, sau đó sửa khóa cửa rồi đi cho xa vào, đừng quấy giày tôi. Hạ Thiên bây giờ muốn khôi phục công lực, trước khi chưa tìm ra biện pháp khác thì hắn chỉ có thể trông chờ vào liễu mộng, chỉ có thể song tu với nàng. Vì vậy hắn cũng không muốn ai quấy giày, còn chuyện vụ oan giá họa, bây giờ hắn không quan tâm, dù sao thì nếu có kẻ đến làm phiền sẽ bị hắn đánh bay. Khi thấy Hạ Thiên không truy cứu thì hào phỉ phỉ khẽ thở ra, bàng ba cũng cảm thấy cầu còn chưa được, còn Châu Thành tuy có quan hệ không tốt với bàng ba nhưng lúc này cũng thấy không nên náo loạn. Vì vậy bọn họ dù không biết là ai làm hại Hạ Thiên mà đặt ma túy trong nhà, nhưng bọn họ vẫn thu dọn sạch sẽ theo lời của Hạ Thiên, sau đó tìm người sửa khóa. Mười mấy người cùng hỗ trợ, chưa đến 10 phút sau thì căn phòng đã chỉnh tề, lại mất thêm vài phút quét dọn, sau đó tìm người sửa khóa cửa, cứ như vậy mà mất hơn nửa giờ thì xong. Cuối cùng nhóm hào phỉ phỉ, Châu Thành và nhóm cảnh sát bàng ba đều bị đuổi ra ngoài, vì vậy mà gian phòng lại an tĩnh, trở thành thế giới riêng của Hạ Thiên và Liễu Mộng. Tiểu bại hoại, bây giờ cậu có đói bụng không? Nếu cậu đói thì ta sẽ cho cậu ăn bánh bao, ớ. Liễu Mộng bắt đầu dùng bánh bao lớn dụ dỗ Hạ Thiên, nhưng nàng chưa dứt lời thì hắn đã bắt đầu ăn. Sáng hôm sau, Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng nằm ngủ trong lòng mà tâm tình không xong, sau một tối xong tu thì công lực của hắn dậm chân tại chỗ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng lý ra hắn vốn cho rằng bây giờ dù công lực khôi phục chậm hơn cũng chỉ là chậm mà thôi, nhưng chẳng biết vì sao lần này lại không tiến triển, công lực tối qua tăng trưởng còn kém trước kia hắn không song tu với Liễu Mộng. Dựa theo lẽ thường thì Hạ Thiên tu luyện mỗi ngày sẽ có chút công lực, nhưng nếu song tu với Liễu Mộng thì sẽ tăng tiến nhiều hơn, mà bây giờ tình huống lại trái ngược, điều này có nghĩa là cơ thể có phát sinh chút vấn đề mà chính hắn không biết. Hạ Thiên cũng không biết cơ thể mình có vấn đề gì, hắn cũng không phải hiểu rất rõ về băng hỏa linh thể, mà cũng không mấy ai hiểu rõ, dù là thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh nhã hay sư phụ của hắn là quỷ y Trương Minh Đà, ai cũng chỉ có chút kiến thức hạn hẹp mà thôi. Hạ Thiên chỉ biết nếu dựa theo lẽ thường, cơ thể của hắn không có vấn đề thì sẽ tốt, nhưng hắn cho rằng băng hỏa linh thể của hắn đã có chút vấn đề, nếu không thì chẳng phải song tu với liễu mộng cả tối mà không tăng tiến công lực sốt cuộc là có vấn đề gì hạ thiên khó hiểu suy tư một lúc lâu sau hắn nhìn người ngọc trong lòng mà chợt có ý nghĩ xem ra mình nên nghiên cứu cơ thể của chị mộng hạ thiên thầm nói liễu mộng cũng có băng hỏa linh thể như hắn hắn thấy cơ thể băng hỏa linh thể của liễu mộng bây giờ chắc chắn sẽ không có vấn đề vì vậy hắn chỉ cần nghiên cứu cẩn thận cơ thể của nàng có lẽ sẽ tìm ra vấn đề của mình một luồng băng hỏa linh khí tiến vào trong cơ thể của liễu mộng hạ thiên bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cơ thể của nàng. đây không phải là lần đầu hắn nghiên cứu cơ thể của nàng. nếu nói từ mức độ nào đó thì cơ thể của liễu mộng đã sớm bị hắn nghiên cứu cực kỳ thấu đáo, mỗi tắc ra thịt đều rõ ràng. nhưng đó chỉ là đàn ông nghiên cứu phụ nữ, mà bây giờ hắn mới thật sự là nghiên cứu, dùng góc độ của một thầy thuốc để nghiên cứu, coi như nghiên cứu cơ thể băng hỏa linh thể. liễu mộng vẫn ngủ rất say hạ thiên nghiên cứu cũng không quấy nhiễu đến nàng nhưng thời gian trôi qua thì tâm tình của hắn càng không xong cơ thể mê người của nàng giống như không mang đến niềm vui cho hắn vì hắn nghiên cứu rất lâu mà căn bản không tìm ra sự khác nhau với mình nếu nói có sự khác biệt thì chỉ là giữa nam và nữ đó căn bản không giải quyết được vấn đề xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác hạ thiên thu tay có chút bất đắc dĩ hắn không tiếp tục điều tra tình huống của liễu mộng hắn đã hiểu mình phải thay đổi sách lược không thể trông cậy vào sự tăng trưởng tự nhiên của băng hỏa linh khí, cũng không thể đặt nặng vào quá trình song tu với liễu mộng, sau đó hắn chỉ có thể nhờ vào nghịch thiên bát châm mà thôi. Bây giờ hạ thiên không thể nào thi triển đệ ngũ châm, nhưng muốn thi triển đệ tứ châm là không có vấn đề. Tuy tẩy tủy sẽ tăng trưởng ít công lực hơn so với thành đan, nhưng đối với hắn bây giờ thì nó là tương đối nhiều. Có lẽ chỉ cần tẩy tủy một lần nữa là mình có thể thi triển đệ ngũ châm. Hạ thiên đưa ra sự đoán sơ lược, Hắn cảm thấy vấn đề là không lớn, chỉ cần tẩy tủy một hai lần là công lực của hắn sẽ tiến lên Kim Đan sơ kỳ, sẽ có thể thi triển được Đệ Ngũ Trâm. Sau đó hắn sẽ tiếp tục kế hoạch những ngày trước, sẽ tăng công lực để thi triển Đệ Lục Trâm, đến lúc đó hắn sẽ không cần sợ ai. Chương 1393, vài chuyện hư hỏng vào ban đêm. Hạ Thiên đã cho ra quyết định, lần này mặc kệ mọi thứ phát sinh, hắn cần phải tùy tiện tìm hai người để tẩy tủy, hắn cần tăng trưởng công lực cần giải quyết phiền toái của mình. Tuy bây giờ hắn có vẻ như không gặp nguy hiểm vì đã có cơ thanh ảnh hỗ trợ, hắn có thể không lo lắng nhưng cũng chẳng muốn đưa vận mệnh cho người khác khống chế, mà đặc biệt đó là loại phụ nữ chết tiệt như cơ thanh ảnh. Nhưng Hạ Thiên muốn tùy tiện tìm người tẩy tủy, hắn tạm thời không tìm được người, cho dù tùy tiện cũng không thể tìm người qua đường được. Hạ Thiên cảm thấy cho dù muốn tẩy tủy cũng phải tìm một đối tượng quen thuộc một chút, tốt nhất là phụ nữ, tất nhiên đẹp thì càng tốt hơn dù nàng không thể làm vợ cũng có thể làm nha hoàn cho hắn vì trên thần tiên đảo còn cần nhiều nha hoàn nhưng bây giờ hạ thiên đang ở thành phố tinh thành hắn căn bản không có người quen muốn tìm được một người có chút quen thuộc hầu như là rất khó hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng mới lấy điện thoại ra bấm số của diệp mộng oánh chồng diệp mộng oánh nhận điện thoại những dược liệu mà cậu muốn đã chuẩn bị xong những thứ còn thiếu đã được mua về một tiếng đồng hồ nữa sẽ đưa đến chỗ tôi sau đó sẽ đưa sang cho cậu ngay mỹ nữ tỉ tỉ chuyện dược liệu còn không vội tôi có chuyện khác hạ thiên nhanh chóng nói tôi khôi phục công lực gặp vài vấn đề tôi cần tùy tiện tìm người tẩy tủy nhưng cũng không quá tùy tiện tôi không quen người bên thành phố tinh thành này cũng không chọn được người phù hợp chị hẳn là có quen một vài người ở đây chứ chị tìm cho tôi người phù hợp đi phụ nữ thì tốt hơn tôi sẽ tẩy tủy cho đối phương như vậy công lực của tôi sẽ nhanh khôi phục hơn Trông, tôi có quen một số người bên kia, phụ nữ cũng có, cũng có vài người xinh đẹp nhưng hình như không còn độc thân, cũng không phải là rất đẹp, chỉ sợ cậu không thích thôi. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ rồi nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi không thích cũng không có vấn đề, dù sao thì tôi cũng không muốn lấy bọn họ làm vợ, chỉ cần tìm được người tôi không thấy quá chán ghét là được. Hạ Thiên lần này đã hạ thấp yêu cầu, đúng là không có biện pháp, vì bảo vệ vợ và bảo vệ chính mình, coi như lần này hắn tùy tiện tẩy tùy cho người ta vậy. Là như vậy à, thế thì có một nhân tuyển khá tốt. À, chồng, cậu chờ chút, hôm nay sẽ có người sang cho cậu tẩy tùy. Diệp mộng oánh có hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng nàng cũng không nói đó là ai. Đồng thời tôi cũng đưa dược liệu và người sang cho cậu. Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi chờ chị là được. Hạ Thiên cũng không hỏi đối phương là ai, nếu là người mà mỹ nữ tỷ tỷ đã chọn, Hắn tin tưởng không có vấn đề gì. Hạ Thiên cúp điện thoại và tâm tình tốt hơn rất nhiều, sự việc cuối cùng cũng có thể giải quyết, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh chết tiệt cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng không biết tại sao Hạ Thiên lại nghĩ đến Dạ Ngọc Nghị, cũng không biết bây giờ em chân dài như thế nào, có lẽ vì có Cơ Thanh Ảnh muốn bị đánh nên hắn đã có hảo cảm hơn với Dạ Ngọc Nghị, bây giờ cũng không muốn đánh nàng nữa. Hình như em chân dài có dáng người quá chuẩn, đáng tiếc là vẫn còn mặc quần áo, chưa thể xem kỹ được. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, trong lòng lại thầm mắng cơ thanh ảnh thêm vài lần. Hắn ngáp một cái, cuối cùng ôm hai bánh bao lớn rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, đến khi hắn tỉnh ngủ thì có thể người và vật sẽ được Diệp Mộng Oánh đưa đến. Không biết đã ngủ được bao lâu, tiếng chuông cửa làm Hạ Thiên giật mình thức tỉnh, hắn mở to mắt, nhìn đồng hồ, bây giờ còn sớm, chưa đến 12 giờ trưa. Mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không đưa người đến sớm vậy chứ? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn mặc quần áo bước xuống giường. Nhưng khi hắn đi ra mở cửa thì có chút buồn bực, đây là người mà mỹ nữ tỷ tỷ đưa đến, người này tuy không tệ nhưng cũng không phải loại hình mà hắn yêu mến. Hạ tiên sinh, Đinh Đại Dũng cũng không làm phiền cậu đấy chứ. Người xuất hiện ở cửa ra vào chính là đường Huệ Quân, nàng đến tìm Hạ Thiên, mới gặp mặt đã dùng giọng lo lắng hỏi. Vẻ mặt nàng có chút sợ hãi, không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng đã cuống quyết xin lỗi. Hạ tiên sinh, thật sự xin lỗi không ngờ tên khốn đinh đại dũng kia lại đến làm phiền cậu hạ thiên không nhịn được phải cắt ngang lời đường huệ quân đinh đại dũng là ai đường huệ quân chợt ngây người hạ tiên sinh chẳng lẽ đinh đại dũng không đến nhưng ngày hôm qua tôi nhận được tin nhắn của hắn trong tin nhắn hình như hắn có nói đã làm gì đó trong phòng này buổi sáng tôi mở máy lên mới biết sau đó hỏi thăm mới nghe nói tối qua cảnh sát đến đây à thì ra là chuyện này hạ thiên nhíu mày đinh đại dũng có phải là một tên to cao mặt trắng là bạn trai của cô sao ngày hôm qua tên khốn kia có chạy đến đây uy hiếp tôi nói tôi đứng cách xa cô ra một chút nhưng hắn đã bị tôi đạp bay hắn có lẽ là đinh đại dũng nhưng hắn không phải là bạn trai của tôi đúng rồi chỗ này của tôi có ảnh cậu xem có phải không đường huệ quân lấy điện thoại ra tìm một tấm hình sau đó đưa cho hạ thiên rồi nói vốn tôi đã xóa đi nhưng hắn mỗi ngày đều gửi hình đến, đây là hình tôi vừa nhận được. Hạ Thiên nhìn qua thì xác nhận đây chính là tên ngu ngốc ngày hôm qua tự dưng chạy đến gây phiền, mà hắn coi như đã hiểu, đường Huệ Quân không phải là đối tượng mà mỹ nữ tỷ tỷ chọn để mình tẩy tùy. Lúc này tâm tình của hắn tốt hơn một chút, hắn thật sự không muốn tẩy tùy cho đường Huệ Quân, vì hắn cảm thấy nàng không quá sạch sẽ, dù tẩy tùy đi cũng không sạch được. Ủa, đẹp trai đấy, hắn là ai vậy? một âm thanh dễ nghe vang lên thì ra là liễu mộng nàng đã mặc quần áo và rời khỏi giường từ khi nào không biết lúc này nàng đưa mắt nhìn rồi tò mò hỏi chị mộng hắn nào có đẹp trai bằng tôi hạ thiên có chút mất hứng rõ ràng không bằng tôi tiểu bại hoại người ta đẹp hơn cậu nhưng cậu cũng đừng ghen tuy đẹp trai nhưng tôi chỉ thích cậu liễu mộng cười hì hì sau đó nàng khẽ xoa bụng ôi chị đói quá tiểu bại hoại đi rửa mặt ăn cơm thôi liễu mộng chạy vào nhà vệ sinh chưa đến hai phút sau nàng lại chạy ra sau đó nàng kéo hạ thiên bước đi đồng thời nói với đường huệ quân một câu này cô cùng đi chứ thuận tiện nói cho tôi biết tên kia là ai đợi tôi ăn no sẽ đánh hắn chị mộng sao chị lại đánh hắn hạ thiên có chút buồn bực người này hôm qua không phải bị cậu đánh sao liễu mộng hỏi ngược lại đúng vậy hạ thiên gật đầu cậu đã đánh hắn, vậy hắn nhất định là kẻ cần ăn đòn, chỉ tất nhiên cũng muốn đánh hắn." Liễu Mộng Hào hùng nói. Hạ Thiên lập tức tán thành. "Không sai, tên này thật sự cần ăn đòn." Đường Huệ Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà dở khóc dở cười, logic của hai vị này thật sự quá ghê gớm. Ba người đi xuống lầu, lại xuống quán cơm bên ngoài cổng khu dân cư, cơm làm chỗ này đã là món mà Liễu Mộng thích, mà Hạ Thiên cũng rất thích. Hôm nay bọn họ đến tương đối sớm, Cơm làm tất nhiên sẽ có nhiều hơn, đến lúc này thì Hạ Thiên và Liễu Mộng cuối cùng cũng được ăn nhiều hơn. Tất nhiên bọn họ cũng không chỉ ăn cơm, vì vậy mà Liễu Mộng vừa ăn vừa nói Đường Huệ Quân giới thiệu về tên khốn Đinh Đại Dũng. Dựa theo những gì Đường Huệ Quân nói ra thì Đinh Đại Dũng thật sự không phải là bạn trai của mình, mà Đinh Đại Dũng kia cũng không phải đại nhân vật gì cả, chỉ là một tên côn đồ, trong mắt nàng thì hắn chỉ là loại hèn hạ vô sỉ mà thôi. Đường Huệ Quân và Đinh Đại Dũng quen nhau trong quán bar. Dù đường Huệ Quân là thủ hạ của Diệp Mộng Oánh nhưng nàng thật sự không đẹp bằng, cũng không giữ mình trong sạch. Thậm chí có thể nói đường Huệ Quân là một người sinh hoạt cá nhân rất tùy tiện, nàng không có bạn trai cố định, mà nàng lại có nhu cầu sinh lý bình thường của phụ nữ ở vào độ tuổi này, vì thế khi nàng có yêu cầu thì đến quán ba giải quyết. Đinh Đại Dũng và đường Huệ Quân thật sự xem như người cùng loại, hắn đến quán ba tìm được con mồi là đường Huệ Quân. Tên này có mã bề ngoài khá tốt, mà đường Huệ Quân cũng không xấu, dáng người rất tốt vì vậy mà hai người gặp nhau trong quán bar và đưa nhau về khách sạn qua đêm nhưng bình thường thì đây chỉ là chuyện tình một đêm đến sáng sẽ đi ngay ai về nhà nấy không còn liên quan nhưng đinh đại dũng khi kiếm được con mồi thì mục đích lại khác với đường huệ quân nàng là phụ nữ chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý còn đinh đại dũng thì lại muốn giải quyết nhu cầu vật chất đinh đại dũng sau khi tách khỏi đường huệ quân thì bắt đầu điều tra đây là cách làm bình thường của hắn mỗi lần có con mồi thì sẽ điều tra thân phận, nếu đối phương không có gì, hắn căn bản sẽ bỏ qua, nhưng nếu có địa vị thì hắn sẽ tiến thêm một bước. Vì vậy mà Đinh Đại Dũng điều tra được Đường Huệ Quân là một người phụ trách một công ty không lớn không nhỏ, hoàn toàn có thể xem là phú bà. Vì vậy mà hắn mới hành động, hầu như mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước mặt Đường Huệ Quân, tự cho mình là bạn trai của nàng, tiến hành công tác quấy rối Chỉ cần là đàn ông có chút quan hệ thân mật với Đường Huệ Quân đều bị hắn quấy nhiễu, mà nàng dù nghĩ mọi biện pháp vẫn không thể nào thoát khỏi sự quấy phá của hắn. Những năm nay thường gặp loại vô lại như vậy, báo cảnh sát cũng vô dụng, vì Đinh Đại Dũng cũng không phạm tội gì cả, cảnh sát bình thường sẽ không quan tâm, mà muốn quan tâm cũng không cần thiết. Tự gây nhiệt, Hạ Thiên nghe rõ nguyên nhân hậu quả thì chỉ nói một câu rồi tiếp tục dùng cơm lam. Ôi, Đinh Đại Dũng kia rất có thể là kẻ ném ma túy vào phòng. Liễu mộng nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, cậu nói Đinh Đại Dũng có phải là kẻ ám hại chúng ta không? Nếu thật sự là hắn thì sẽ có chìa khóa phòng của chúng ta. Đường Huệ Quân có chút trần trừ, sau đó nói khẽ. Hắn có thể lén chế chìa khóa, vì hắn từng xuất hiện trong nhà tôi, khi đó hắn nói là tôi quên không khóa cửa, nhưng mỗi lần ra ngoài tôi đều khóa chặt cửa. chương 1394, không phải là mộng du đấy chứ. Tiểu bại hoại, thằng ngu kia chắc chắn có chìa khóa của chúng ta, nếu nửa đêm hắn đến nhìn trộm chúng ta thì sao liễu mộng tỏ ra căng thẳng vậy thì xử lý hắn hạ thiên thuận miệng nói hạ thiên suy nghĩ rồi nói thêm hay là trước tiên chúng ta xử lý hắn trước được được chúng ta đánh hắn một trận sau đó ném hắn đi liễu mộng có chút hưng phấn được hạ thiên gật đầu sau đó hắn nhìn đường huệ quân cô gọi tên đinh đại dũng ngu ngốc kia đến đây đi Hạ Thiên cũng không phải thật sự lo lắng Đinh Đại Dũng sẽ đến nhìn trộm lúc nửa đêm, dù hắn đang ngủ mà có người đột nhập vào nhà thì cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng đó là phòng của vợ hắn mà thằng khốn Đinh Đại Dũng kia lại có chìa khóa, điều này làm hắn cảm thấy khó chịu, vì vậy hắn muốn lấy lại chìa khóa, sau đó thuận tiện xử lý tên Đinh Đại Dũng kia. Vâng, Hạ Thiên sinh, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn, tên vô lại kia sẽ đến. Đường Huệ Quân đồng ý, nàng đã sớm bị tên khốn Đinh Đại Dũng giày vò khá lâu, bây giờ có Hạ Thiên giải quyết phiền toái, tất nhiên là cầu mà không được. Còn Hạ Thiên muốn giải quyết thế nào thì đường Huệ Quân thật sự không quan tâm, tuy nàng không biết về Hạ Thiên, nhưng nàng nghĩ hắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Một phút sau, Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn cơm chưa xong thì quay về phòng, Hạ Thiên ngồi trên ghế salon, Liễu Mộng ghé người lên đùi hắn, trong miệng còn phàn nàn. Tiểu bại hoại, bây giờ sao chỉ cứ ăn rồi ngủ thế này? có phải chị cũng mang thai như băng băng rồi không? Chị mộng, chẳng qua chị ngủ chưa đủ mà thôi. Hạ Thiên Thuận miệng nói. À, vậy chị ngủ tiếp, cậu vừa ăn cơm xong, không được phép ăn bánh bao của chị. Liễu mộng lầm bầm một câu, sau đó nàng nhắm mắt đẹp, bộ dạng thật sự tiến vào giấc ngủ. Đường Huệ Quân ngồi ở bên cạnh mà cảm thấy có chút mơ hồ, người đàn ông này rốt cuộc sao có thể tìm được nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện cùng ở chung mà chẳng ghen như vậy đặc biệt là ngay cả một người phụ nữ như Diệp Mộng Oánh cũng cam tâm tình nguyện, điều này làm cho nàng cực kỳ khó hiểu. Phải biết rằng trước kia nàng từng công tác với Diệp Mộng Oánh, nàng biết đối phương có yêu cầu rất cao với đàn ông, cũng vì vậy mà luôn không tìm được người đàn ông nào phù hợp. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh lại cùng nhiều phụ nữ khác chia sẻ người đàn ông này, như vậy hắn phải có bao nhiêu sức quyến rũ mới có thể làm được điều đó. Đường Huệ Quân, cô quả nhiên cùng thằng khác sau lưng tôi. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh, Đinh Đại Dũng cuối cùng cũng xuất hiện. Bốp, Đinh Đại Dũng còn chưa nói hết lời thì đã bị một cái ca nhựa đập lên đầu, hắn hét thảm một tiếng rồi ngã bịch xuống đập đầu xuống đất. Cô có thể đi được rồi. Hạ Thiên nhìn Đường Huệ Quân, nếu Đinh Đại Dũng đã xuất hiện thì sứ mạng của Đường Huệ Quân đã hoàn thành. Tuy bộ dạng của nàng rất khá nhưng gần đây hắn không có cảm tình gì với những phụ nữ tùy tiện trong sinh hoạt cá nhân vì vậy hắn thật sự không có hảo cảm với đường Huệ Quân. Đường Huệ Quân cũng là người thông minh, cũng là người có kiến thức rộng rãi, nàng có thể thấy Hạ Thiên không có mấy hảo cảm với mình, vì thế mà hắn vừa nói xong thì nàng lập tức cáo từ, không ở lại thêm một giây nào. Chị Mộng, có thằng ngu để đánh rồi. Hạ Thiên nói một câu với Liễu Mộng giống như đang ngủ. Hạ Thiên vừa dứt lời thì Liễu Mộng chợt mở mắt, sau đó nàng nhảy dựng lên, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đinh Đại Dũng, sau đó nhấp chân đá điên cuồng lên người đối phương Á, à, á, à, cứu mạng, nữ hiệp tha mạng Đinh đại dũng đáng thương hoàn toàn không biết rõ tình huống Sau đó hắn chỉ biết kêu gào thảm thiết và cầu xin tha thứ Căn bản không làm gì khác hơn Trong vài phút ngắn ngủi mà liễu mộng đá đinh đại dũng vài trăm cái Một đá cuối cùng nàng đánh văng đối phương Sau đó nàng lại nhào về phía hạ thiên Cặp mắt khép lại, ngã xuống đùi hắn Chỉ sau nháy mắt đã hít thở đều đặn thông thả Giống như đã ngủ Hạ Thiên chợt ngây người, chị mộng này không phải đang mộng du đấy chứ. Bốp, Đinh Đại Dũng đụng vào ghế sa lông, lại phát ra một tiếng rên thảm. Này, thằng ngu, nghe nói mày có chìa khóa gian phòng này. Hạ Thiên nhìn Đinh Đại Dũng, hắn cũng lười hỏi, bây giờ hắn không có việc gì, cứ chậm rãi mà tra tấn thằng ngu này vậy. Đinh Đại Dũng cố sức bò lên, hắn đã bị Liễu Mộng đánh một trận điên cuồng, bây giờ ngoài sợ hãi chỉ còn là sợ hãi, Hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Thiên rồi lắp bắp. "Không có, không có, đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, ngài đại." "Nhân đại lượng không nên so đo với em, em thật sự không biết Đường Huệ Quân là hàng của anh á?" Hạ Thiên đâm châm liên tục lên người Đinh Đại Dũng, mà tên khốn kia liên tục gào lên kinh thiên động địa, hắn châm thật ra là tăng cảm giác đau đớn của đối phương lên gấp 10 lần mà thôi. Vì vậy mà lúc này Đinh Đại Dũng vốn đã bị liễu mộng đánh cho một trận, Bây giờ cảm giác đau tăng lên gấp 10 lần, vì thế mà thật sự giống như có người đâm trăm đau lên người vậy. Thằng ngu này, mày tưởng rằng tao cũng không có ánh mắt thưởng thức giống mày sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đinh Đại Dũng, mà Đinh Đại Dũng lúc này cũng mới nhớ ra, trong ngực người này có một mỹ nữ không biết đẹp hơn đường Huệ Quân biết bao nhiêu lần. Đại, đại ca! Đinh Đại Dũng nơm nớp lo sợ, sau đó lại hét thảm một tiếng. Á! À thì ra là Hạ Thiên đâm lên người Đinh Đại Dũng một châm. Đừng gọi anh là đại ca, những thằng ngu như chú có tư cách gọi anh là đại ca sao? Đại gia, á. Đinh Đại Dũng sửa lại cách xưng hô và lại bị Hạ Thiên cho một châm. Anh già vậy sao? Hạ Thiên bất mãn. Này, thằng ngu, nói mau, chú em có chìa khóa phòng này sao? Còn nữa, có phải chú mày đặt ma túy vào phòng rồi báo cảnh sát không? Á, á. Ninh Đại Dũng không cách nào trả lời, hắn đau đến mức nằm lăn xuống đất, tiếng kêu kinh thiên động địa của hắn đã chuyển ra ngoài, Hạ Thiên lại không khóa cửa, vì vậy có người đi đến muốn xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên dù biết có tiếng bước chân người đi đến nhưng cũng không quan tâm. Thằng ngu, nói mau, nếu không anh sẽ cho chú em đau như vậy ba ngày ba đêm, kêu thảm thiết mà chết. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn cầm lấy ngâm chân đâm xuống người Đinh Đại Dũng. Vì vậy mà Đinh Đại Dũng càng kêu gào thảm thiết, thậm chí còn ghê sợ hơn tiếng giết heo, vì thế mà đám người muốn đến xem náo nhiệt cũng rụt cổ quay về. Hạ Thiên nghe thấy tiếng bước chân đi xa, nhưng có lẽ cảnh sát sẽ nhận được điện thoại và đến. Ngay thôi. Vâng, là, là tôi. Đinh Đại Dũng cuối cùng cũng thừa nhận. Hạ Thiên đâm một châm lên người Đinh Đại Dũng, hắn chợt phát hiện bức cung như vậy nhanh hơn Thôi Miên, vì Thôi Miên mất 10 phút mà bức cung thì Đinh Đại Dũng chỉ mất 2 phút đã xong. Tiếng kêu thảm thiết của Đinh Đại Dũng chợt dừng lại, nhưng lúc này toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt cũng tái nhợt. Cảm giác đau đớn vừa rồi giống như phát ra từ sâu trong xương cốt làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cũng không dám có ý nghĩ nếm thử. Lấy chìa khóa ra. Hạ Thiên nhìn Đinh Đại Dũng rồi thản nhiên nói. Đây, cái này là chìa khóa ở đây, còn đây là những chìa khóa nhà đường Huệ Quân, tất cả đều ở đây. Đinh Đại Dũng lập tức lấy ra một sâu chìa khóa đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy chìa khóa và khẽ xoa nhẹ, sâu chìa khóa bị hắn vào thành nắm sắt, sau đó ném vào thùng rác. Đinh Đại Dũng thấy tình huống như vậy mà sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch, hắn thầm mắng chính mình, hư, đắc tội với thứ gì vậy, đây là người hay là thần. Này, ma túy tổng hợp chú lấy từ nơi nào? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Là một người bạn đưa đến, để cho tôi bán dùm. Đinh Đại Dũng trả lời. À, vậy bạn của chú bán ma túy sao? hạ thiên lại hỏi chưa hẳn là như vậy hắn cũng chỉ là một tên côn đồ mà thôi có lẽ phụ trách làm đại lý bán thuốc buôn ma túy thì còn chưa dám làm đinh đại dũng cũng không giấu giếm chỗ này có rất nhiều ma túy sao hạ thiên suy nghĩ rồi hỏi có lẽ là rất nhiều vùng này có nhiều con nghiện tôi nghe nói trước kia ma túy đến đây đều xuất phát từ huyện lâm giang sau này nhà xưởng bên kia bị cha được đao ca bên này tự mình tìm người chế ma túy coi như vừa mới cung ứng cho thị trường. Nhưng sau này sản lượng tiêu thụ càng lúc càng lớn, đã bắt đầu buôn bán với những thành phố xung quanh, nghe nói còn có nguồn hàng được đưa đến thành phố Giang Hải. Đinh Đại Dũng tiếp tục lên tiếng. Đao ca là ai? Hạ Thiên lại hỏi. Đao ca là đại ca bên này, tên là Tiết Tiểu Đao, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đao ca, thật ra ai cũng biết Đao ca là đại ca ở đây, nhưng cảnh sát không có chứng cứ, dù có chứng cứ thì Đao ca cũng có thể xử lý kẻ có chứng cứ, đinh đại dũng trả lời nhưng nghe nói vài ngày qua tổ trọng án đang ngắm vào hắn nhưng đao ca bây giờ đã không có ai bắt được tay muốn lấy chứng cứ là không thể như vậy sao hạ thiên suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số băng băng chỉ có phải đang muốn chộp tên đầu nậu ma túy ở tinh thành bên này không đúng vậy chồng tuy vài ngày trước đã bắt được một tên vận chuyển ma túy sang giang hải nhưng hắn chỉ là kẻ vận chuyển nguồn gốc của ma túy vẫn ở tinh thành nếu không đánh vào nơi phát ra ma túy thì căn bản không giải quyết được vấn đề. Lãnh băng băng trả lời, sau đó nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Sao vậy, cậu không phải đang dưỡng thương à? Thế nào lại quan tâm đến vụ này? Hạ Thiên cũng không che giấu mà nói ra những gì Đinh Đại Dũng biết về tiết tiểu đao cho lãnh băng băng biết. Vừa rồi hắn hỏi nhiều về tiết tiểu đao cũng vì lãnh băng băng đang điều tra vụ ma túy này. Nếu không thì hắn cũng không có tâm tình mà quan tâm đến vụ này. Trông, Đinh đại dũng kia cũng không nói dối, tiết tiểu đao này tôi cũng biết rõ, nhưng thật sự không có chứng cứ gì cả. Lãnh băng băng dùng giọng dịu dàng nói. Nhưng cậu đừng quan tâm vụ này, an tâm dưỡng thương là quan trọng hơn, tra án cứ để cho tôi là được. chương 1395, lại là tô bối bối. Băng băng, tôi không có chuyện gì, thương thế rất tốt, nếu không thì tôi giúp chị bắt tên tiết tiểu đao kia, không có chứng cứ cũng không có vấn đề, tôi bắt hắn thì sẽ có chứng cứ hạ thiên nói hắn không muốn cảnh sát tỷ tỷ đang mang thai lại vất vả vì chuyện ma túy hơn nữa hắn cũng biết đám buôn ma túy đều là những kẻ phát điên có chút nguy hiểm dù với năng lực của băng băng bây giờ thì không có khả năng gặp nguy hiểm trước mặt người bình thường nhưng hắn bây giờ đang ở tinh thành thuận tay xử lý phiền toái cho vợ cảnh sát tỷ tỷ là cũng nên làm lãnh băng băng ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm sau đó nàng đồng ý được rồi chồng nhưng bây giờ cậu đừng nóng vội ra tay Tôi sẽ cùng cậu đi bắt người, tôi cũng muốn đến xem cậu thế nào. Được rồi, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đúng rồi, chồng, Đinh Đại Dũng kia xem như là một nhân chứng, trước tiên cậu giao hắn cho cảnh sát tinh thành, sau khi tôi đến sẽ xem xét có đưa hắn đi hay không. Lãnh Băng Băng còn nói thêm. Được, Hạ Thiên đồng ý ngay, tuy hắn không trực tiếp ném Đinh Đại Dũng xuống lầu thì có chút tiếc nuối, nhưng Lãnh Băng Băng đã nói như vậy hắn tất nhiên cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Chồng, tôi sẽ đi qua. Lãnh băng băng nhanh chóng cúp điện thoại. Mà Hạ Thiên cũng nhanh chóng điện thoại cho Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ, hắn chỉ quen biết hai vị cảnh sát này ở Tinh Thành, hơn nữa cảm thấy hai người này đáng tin cậy hơn. Đinh Đại Dũng này tạm thời giao cho bọn họ trông giữ, hai người kia có làm được hay không thì hắn không quan tâm. Chưa đến 10 phút sau thì Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ đã xuất hiện, sau đó bọn họ đưa Đinh Đại Dũng đi hai người này vốn quen biết nhau, hơn nữa đều là người trong vòng quan hệ của Hào Hồng Quang, vì vậy mà hai bên hợp lại trực tiếp đưa Đinh Đại Dũng lên Cục Công an tỉnh. Tất nhiên những chuyện này thì Hạ Thiên căn bản không quan tâm, sau khi làm xong tất cả thì hắn cũng buồn chán ngồi lên ghế salon, kiên nhẫn chờ dược liệu được đưa đến, chờ cả đối tượng tẩy tùy. 3 giờ chiều, phòng đê tầng 18 khu nhà số 10. Cửa phòng vẫn mở, trong phòng khách có một người đàn ông mặc áo khoác đang nhắm mắt ngồi trên ghế salon, trên đùi hắn là một tiên nữ váy trắng cực kỳ xinh đẹp. Tình cảnh này rất ấm áp, nhưng hai tay của tên đàn ông đặt lên ngực tiên nữ thì sẽ khiến người ta cảm thấy mất đi cái ấm áp, chỉ còn lại sự thương tiếc và bực bội. Đại Sắc Lang. Ngoài cửa ra vào xuất hiện một nam hai nữ, nam thì khá bình thường, hai nữ nếu đi đường thì chắc chắn sẽ có người quay đầu lại nhìn. Hai mỹ nữ này một lớn một nhỏ, đại mỹ nữ khoảng 24-25 tuổi, mặc trang phục công sở dáng người hoàn mỹ được phô bày rõ ràng. Nàng có gương mặt thanh lệ, khí chất cao nhã, lại có tư thái hoàn mỹ, tạo thành một người phụ nữ hoàn mỹ, cao nhã và quyến rũ, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Mà tiểu mỹ nữ thì khoảng 15 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo, hai mắt linh động có thần, dáng người cũng phát dục rõ ràng, đường cong tươi đẹp, ngực cũng đã có quy mô. Dù so sánh với đại mỹ nữ thì tiểu mỹ nữ có tranh lệch không nhỏ, nhưng nếu vài năm nữa qua đi, tin chắc chênh lệch giữa hai bên sẽ ngày càng nhỏ. Người vừa lên tiếng là tiểu mỹ nữ, vì từ ngày nàng có quen biết với tên đàn ông mặc áo khoác trong kia, nàng luôn không thuận mắt với hắn. Cặp nam nữ trên ghế chính là Hạ Thiên và Liễu Mộng, mà tiểu mỹ nữ bực bội ngoài kia chính là Tô Bối Bối, còn đại mỹ nữ xuất hiện cùng Tô Bối Bối chính là Diệp Mộng Oánh, mà người đàn ông cùng xuất hiện chính là đại ca của Tô Bối Bối, là Tô Tiểu Sán. Tô Tiểu Sán là một tên mập bây giờ giảm béo thành công cũng trở nên rất bình thường, vì vậy có thể lấy béo quá cũng không quá xấu, ít nhất cũng không giống như người bình thường. Trên gương mặt đẹp của Diệp Mộng Oánh không khỏi có chú đỏ ửng, nàng nhớ mình và Hạ Thiên cùng ở với nhau, hắn cũng thường dùng hai tay đặt lên bộ vị cao ngất trước ngực của nàng như vậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến rồi à? Hạ Thiên mở mắt, hắn cười hì hì với Diệp Mộng Oánh. Cho tôi ôm một cái. Lưu manh. Tô bối bối thầm nói một câu. Diệp Mộng Oánh lại thản nhiên nở nụ cười, nàng đến bên cạnh Hạ Thiên rồi ngồi xuống, mà lúc này hắn cũng dùng một tay ôm vòng eo mềm mại của nàng. Trông, dược liệu ở dưới lầu, có cần đưa lên đây không? Diệp Mộng Oánh lúc này khẽ hỏi. À, đưa hết lên, tôi sẽ đi lấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nói xong thì định đứng lên. Không cần, để tôi đi lấy là được. Tô Tiểu Sán vội vàng nói. Hạ Thiên, Mộng Oánh, các người chậm rãi trò chuyện. Dược liệu sẽ được đưa lên. Vậy thì được, anh đi đi. Hạ Thiên cũng không khách khí với Tô Tiểu Sán, hơn nữa hắn bây giờ cũng đang ve vuốt không muốn buông tay. Tô Tiểu Sán đi ra khỏi cửa, Tô Bối Bối thì đi đến ngồi xuống ghế salon. Nàng không biết cái gì gọi là khách khí, mà đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đến chỗ này, phải biết rằng trước kia đây là phòng của Diệp Mộng Oánh, nàng cũng từng có thời gian ở đây. Mỹ nữ tỷ tỷ, người chị tìm đến cho tôi tẩy tủy đâu? Hạ Thiên lúc này lại hỏi, đối với hắn thì bây giờ nhân tuyển tẩy tủy là quan trọng hơn so với dược liệu. À, chính là cô ấy. Diệp Mộng Oánh khẽ cười rồi nhìn sang bên cạnh. Sao? Hạ Thiên chợt ngây người. Không phải chứ Mỹ nữ tỷ tỷ, người chị tìm đến cho tôi là cô ấy sao? Mãi đến lúc này Hạ Thiên mới hiểu, nhân tuyển của Diệp Mộng Oánh chính là nha đầu tô bối bối. Ừ, chính là bối bối. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Chồng, cậu cũng đã nói rồi, chuyện tẩy tủy có tác dụng rất lớn, nếu tùy tiện tẩy tủy cho người cũng không quá tốt. Bối bối là em họ của tôi, mà tôi luôn coi cô ấy là em ruột, coi như cậu giúp tôi, tẩy tủy cho bối bối đi. Diệp Mộng Oánh cũng không che giấu tâm tư của mình, nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên không tình nguyện tẩy tủy cho tô bối bối. Cho đến nay mối quan hệ giữa Hạ Thiên và tô bối bối là thật sự không quá tốt, nhưng Diệp Mộng oánh cũng biết rõ hai bên cãi nhau cũng giống như hai đứa trẻ mà thôi, thật sự không có thủ oán gì cả. Vì thế nàng tin, chỉ cần mình mở miệng, dù Hạ Thiên không tình nguyện cũng sẽ làm theo ý mình. Trước kia Hạ Thiên căn bản không tẩy tủy cho người khác, vì vậy Diệp Mộng oánh cũng không cưỡng cầu hắn tẩy tủy cho thân nhân và bạn bè của mình. Nhưng bây giờ Hạ Thiên muốn tìm đối tượng tùy ý, vì nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nàng tất nhiên sẽ nghĩ đến tô bối bối. Nàng lo lắng hắn sẽ đổi ý, vì vậy mới tự mình đến đây, nàng tin hắn sẽ không từ chối. Sự thật cũng chứng minh dự đoán của Diệp Mộng Oánh, Hạ Thiên dù có chút bức bối nhưng cũng vẫn gật đầu. Được rồi, Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ tẩy tủy cho cô ấy. À, được, đợi tiểu sán đưa dược liệu lên, chúng ta sẽ đi vào phòng ngủ tẩy tủy cho bối bối. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu, nàng chợt nhớ đến một sự kiện, nàng hỏi ngay. Đúng rồi, chồng, hình như bây giờ không cần cởi quần áo cũng có thể tẩy tủy phải không? Không cần. Hạ Thiên trả lời, nếu người tẩy tủy là Diệp Mộng Oánh thì sẽ cần, nhưng là tô bối bối thì hắn không có hứng thú, tất nhiên chẳng muốn nhìn nàng cởi chuông. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Mỹ nữ tỉ tỉ, không cần chờ tô tiểu sán lên đây, à, chị lui sang một bên, tôi có thể tẩy tủy ngay tại đây. Tẩy tủy bây giờ thật sự không có gì khó khăn với Hạ Thiên, vì vậy hắn cũng không muốn chuẩn bị gì cả. Hắn nói xong thì lấy một cây ngân châm đâm lên người Tô Bối Bối, khoảnh khắc này Tô Bối Bối chợt trợn tròn mắt, nàng cảm thấy kinh hoàng vì phát hiện mình không thể chuyển động, cũng không thể nói chuyện. "Bối Bối, đừng căng thẳng, không có chuyện gì cả, 10 phút sau thì tốt." Diệp Mộng Oánh nhìn thấy sự căng thẳng của Tô Bối Bối, vì vậy mà an ủi một câu. Thật ra Tô Bối Bối đã sớm biết đến chuyện tẩy tủy, trên đường đến đây thì Diệp Mộng Oánh cũng đã giải thích rõ ràng tuy nàng rất bất mãn với Hạ Thiên nhưng lại rất thông. Minh, nàng gặp chuyện tốt tất nhiên sẽ không phản đối. Khi nghe thấy lời an ủi của Diệp Mộng Oánh thì vẻ mặt của Tô Bối Bối đã khá hơn, nàng tuy không thể tin Hạ Thiên nhưng lại tin Diệp Mộng Oánh, chị họ trước nay chưa từng hại nàng. Diệp Mộng Oánh lúc này cảm thấy thoải mái, mà Hạ Thiên thì cũng bắt đầu đâm châm liên tục, mà tay cũng lâu lâu đặt lên ngực liễu mộng làm cho Diệp Mộng Oánh dở khóc dở cười. 5 phút sau làn da của tô bối bối bắt đầu chảy chất đen, vài phút nữa thì tẩy tủy đã xong. Chị họ, em không mở mắt ra được, trên người em rất nhấp, có thứ gì vậy? Tô bối bối lúc này đã có thể nói chuyện. Bối bối, không có gì, chị đưa em đi tắm là được. Diệp mộng oánh ôm tô bối bối đi vào nhà tắm. Sao vẫn còn thiếu một chút nữa nhỉ? Hạ thiên có chút buồn bực, lần này tẩy tủy hắn tăng trưởng chút công lực nhưng lại phát hiện vẫn còn kém một chút mới đến mức thi triển đệ ngũ châm, hắn cần tìm thêm người tẩy tủy. Bóng xanh chợt lóe lên, một cô gái mặc cung trang màu xanh xuất hiện trong phòng, chính là cơ thanh ảnh, nàng nhìn hạ thiên, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người vừa thi triển nghịch thiên bát châm sao? Đúng vậy, nếu thích thì tôi có thể châm cho cô. Hạ thiên cũng không giấu, hắn rất cần một đối tượng tẩy tủy, nếu cơ thanh ảnh thích thì có thể tiếp nhận chương 1396, tẩy tủy cho yêu nữ. Hạ thiên, điều này, đây là, đây là. Tô tiểu sán trợn mắt há mồm, hắn đã vận chuyển tất cả dược liệu lên phòng, nhưng cơ thanh ảnh chợt xuất hiện làm cho hắn choáng váng, trên đời này có người phụ nữ nào xinh đẹp thế sao? Trong mắt hạ thiên tuy cơ thanh ảnh rất đẹp nhưng cũng chỉ là rất đẹp mà thôi, nhưng tô tiểu sán thì khác, trước kia hắn chưa từng được gặp Nguyệt Thanh Nhã, cũng chưa từng được thấy dạ ngọc nghị, vì vậy khi hắn gặp mỹ nữ cấp bậc như Cơ Thanh Ảnh thì thật sự không nói nên lời, như vậy cũng xem như là có tố chất tâm lý lắm rồi. Chúng ta nên vào trong nói chuyện. Hạ Thiên đứng lên đi vào phòng ngủ, tạm thời hắn cũng không quan tâm đến Liễu Mộng, vì trừ hắn ra sẽ không nên cho ai xuất hiện trước mặt Cơ Thanh Ảnh, điều này là tương đối nguy hiểm. Hắn và Tô Tiểu Sán rất quen thuộc, vì vậy cũng không muốn đối phương bị Cơ Thanh Ảnh tiện tay xử lý. Tất nhiên điều quan trọng là Hạ Thiên lo lắng Cơ Thanh Ảnh sẽ mất hứng đối với Liễu Mộng hoặc với Diệp Mộng Oánh đang tắm rửa cho Tô Bối Bối. Cũng vì thế mà Hạ Thiên sau khi đưa Cơ Thanh Ảnh vào phòng ngủ thì đóng cửa lại ngay, trong mắt Tô Tiểu Sán thì Hạ Thiên đưa cô gái kia vào phòng để yêu thương vụng trộm, mà thực tế Hạ Thiên chỉ muốn cách ly Cơ Thanh Ảnh với người khác mà thôi. Còn chuyện Cơ Thanh Ảnh xuất hiện thì Hạ Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết rõ người phụ nữ này luôn ở gần đâu đó, khi hắn thi triển Nghịch Thiên Bát Châm thì linh khí sẽ tập trung người thường không phát hiện ra nhưng đối với cao thủ có cấp bậc như cơ thanh ảnh thì rõ ràng dễ dàng phát hiện ra. Bây giờ người có thể thi triển đệ lục châm sao? Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Tất nhiên là không thể, bây giờ tôi chỉ có thể dùng đệ tứ châm để tẩy tủy, nhưng đợi tôi tẩy tủy xong một lần nữa sẽ có thể sử dụng đệ ngũ châm, sau đó có thể tăng trưởng công lực, trong thời gian nửa năm nhất định sẽ thi triển được đệ lục châm. Hạ Thiên nhanh chóng nói thật ra nếu cô muốn dùng đệ lục châm thì trước tiên cho tôi thi triển đệ tứ châm và ngũ châm. À, căn cứ theo châm pháp thì phải châm theo thứ tự, nếu trực tiếp dùng đệ lục châm thì sợ rằng sẽ phát sinh vấn đề. Ta biết rõ về nghịch thiên bát châm, đối với người thường thì sẽ cần theo thứ tự, nhưng đối với ta thì không cần. Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Nếu người muốn tẩy tủy thì tùy tiện ra đó mà tìm người. Này, cô nói mình biết tất cả, nhưng nghịch thiên bát châm là tiên thuật thượng cổ, với tiên thuật thượng cổ thì sao có thể tùy tiện tìm người để áp dụng?" Hạ Thiên nghiêm trang nói, "Tôi chỉ thi triển nghịch thiên bát châm với mỹ nữ, cô đẹp như vậy, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của tôi." Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, 10 giây sau cũng không nói gì. "Này, cô không đồng ý thì thôi, tôi đi tẩy tùy cho người khác, cô không muốn thì tôi cũng không cần." Hạ Thiên thật sự bị ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh làm cho khó chịu. Yêu nữ chết tiệt này mỗi lần đều nhìn mình bằng ánh mắt chết tiệt như thế sao? Giúp ta tẩy tùy. Cơ thanh ảnh lúc này mở miệng, cơ thể khẽ bay bổng lên, sau đó ngồi xuống giường. Tẩy tùy sẽ làm cho quần áo rất bẩn, cô có muốn cởi quần áo ra không? Hạ Thiên bắt đầu cổ động cơ thanh ảnh cởi quần áo, hắn cũng không phải chưa được thấy cơ thể của nàng, sau một buổi tối thì hắn đã thấy rất rõ ràng, nhưng hắn còn chưa được dùng tay chứng thực cảm xúc. Vì vậy muốn mượn cơ hội này để làm vài phát. Cơ Thanh ảnh căn bản không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn nhắm mắt, tất nhiên sẽ không cởi quần áo theo ý Hạ Thiên. Hạ Thiên tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể nào ép yêu nữ này cởi quần áo cho được, nhưng cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ cởi sạch quần áo của nàng ra, đồng thời còn đánh cho một trận. Hạ Thiên hít vào vài hơi thật sâu, sau đó hắn đâm châm vào người Cơ Thanh ảnh. Lúc này Cơ Thanh Ảnh vẫn không có phản ứng, mà ngân châm của hắn cũng đâm chính xác vào vị trí. Đệ tứ châm tẩy tùy lại tái hiện. Tuy trong đầu Hạ Thiên vẫn lóe lên ý nghĩ muốn động tay động chân lên người của Cơ Thanh Ảnh, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì, vì công lực của nàng quá mạnh, hắn làm vậy nguy hiểm sẽ rất cao, không tốt sẽ bị nàng phát hiện ra. Hơn nữa nếu thật sự làm cho nàng bị thương, thậm chí có thể giết nàng cũng không có lợi cho hắn vào lúc này, lại là có hại vì nếu nàng chết đi Hàn Minh Phi sẽ xuất hiện và hắn chỉ còn đường chết. Cũng vì như vậy mà lần này Hạ Thiên quyết định không làm gì cả, chỉ tẩy tủy cho cơ thanh ảnh như bình thường. Đối với hắn thì nên để cho cơ thanh ảnh bảo vệ mình đến khi thực hiện được đệ lục châm, đến lúc đó muốn đối phó với cơ thanh ảnh hay Hàn Minh Phi cũng không có vấn đề. Nước bùn cũng chảy ra từ trong người cơ thanh ảnh nhưng ngay sau khi xuất hiện thì nhanh chóng hóa thành bột và biến mất, kết quả là từ đầu đến cuối thì cơ thanh ảnh nhìn qua vẫn không có gì biến đổi nếu nói nàng có biến đổi thì có lẽ là làn da tốt hơn trước kia, tẩy tủy luôn làm cho làn da của phụ nữ đẹp hẳn lên, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho những bà vợ của Hạ Thiên đẹp hẳn lên. Rất nhiều chân khí tiến vào trong cơ thể của Hạ Thiên và cơ thanh ảnh, đột nhiên đúng lúc này Hạ Thiên chợt cảm thấy băng hỏa linh đan của mình có phản ứng không giống bình thường, khi linh khí liên tục tiến vào thì băng hỏa linh đan chợt xoay tròn chưa từng có, mà tốc độ càng lúc càng nhanh, linh khí tiến vào ngày càng nhiều. Sau một phút đồng hồ, băng hỏa linh đan cuối cùng cũng xoay chuyển chậm lại mà tốc độ của linh khí tiến vào cũng chậm hẳn sau đó băng hỏa linh đan bất động băng hỏa linh khí cũng không tiếp tục tiến vào phù cuối cùng cũng xong hạ thiên cuối cùng cũng thu hồi ngân châm trong lòng có chút mơ hồ tẩy tủy lần này hắn mất cả giờ mới xong phải biết rằng đã lâu rồi hắn chưa từng tẩy tủy lâu như vậy mà băng hỏa linh đan có biến hóa quỷ dị cũng làm cho hắn cảm thấy rất khó giải thích nhưng bây giờ cũng có một tin tức tốt đó chính là sau quá trình tẩy tủy lần này thì công lực trong cơ thể hắn cũng đã về đến mức Kim đan sơ kỳ, hắn vững tin lúc này mình đã có thể thi triển được đệ ngũ châm. Cơ Thanh Ảnh cũng mở to mắt, ánh mắt nàng nhìn về phía Hạ Thiên thật sự có chút biến hóa, có lẽ hiệu quả của quá trình tẩy tủy lần này làm nàng cảm thấy hài lòng. Dù nàng đã là cao thủ nguyên anh kỳ nhưng tẩy tủy vẫn mang đến cho nàng chút hiệu quả. Này, có muốn tiếp tục thi triển đệ ngũ châm không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Dù sao yêu nữ kia đã rất lợi hại, cho nàng lợi hại thêm một chút cũng không có vấn đề, bây giờ điều hắn cần làm chính là đẩy mạnh công lực của mình. Hàn Minh Phi đến, Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng biến mất khỏi phòng. Hạ Thiên chợt kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, Cơ Thanh Ảnh công lực quá cao siêu, rõ ràng có thể cảm nhận được Hàn Minh Phi xuất hiện, nếu không nếu để hắn thi triển đệ ngũ châm và Hàn Minh Phi xuất hiện tập kích, sợ rằng hắn và Cơ Thanh Ảnh chỉ có đường chết xem ra tạm thời không nên thi triển đệ ngũ châm cho yêu nữ này hạ thiên lầm bầm nói sau này nếu không được cơ thanh ảnh hộ pháp thì hắn sử dụng đệ ngũ châm sẽ rất nguy hiểm đặc biệt là dưới tình huống cao thủ như hàn minh phi nhìn vào chằm chằm, ngoài cơ thanh ảnh thì căn bản không còn ai khác có thể bảo vệ được hắn điều làm cho hạ thiên cảm thấy khó hiểu vì phát hiện thật sự rất cần cơ thanh ảnh này nếu không có nàng thì hắn cũng khó sống tiểu bại hoại cậu không sao đấy chứ một âm thanh có hơi vội vàng vang lên một tiên nữ váy trắng thơm ngào ngạt chạy vào phòng là liễu mộng khi cơ thanh ảnh xuất hiện thì liễu mộng đã tỉnh lại với thính lực của nàng tất nhiên có thể nghe rõ những gì đang xảy ra vì vậy cơ thanh ảnh vừa đi là nàng chạy vào ngay chồng có chuyện gì xảy ra diệp mộng oánh cũng tiến vào nhưng nàng còn rất mơ hồ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra không có gì hạ thiên lắc đầu mọi người tạm thời không nên ra khỏi cửa để tôi ra ngoài xem. Hạ Thiên nói xong những lời này thì lóe người lên rồi biến mất. Hắn xuất hiện trên sân thượng tòa nhà, sau đó thấy được hai bóng người trên không trung, chính là Cơ Thanh Ảnh và Hàn Minh Phi. Nhưng đúng lúc hắn nhận định hai bên đánh nhau thì Hàn Minh Phi chợt bỏ đi. Hắn có chút thất vọng, mà cũng thầm khinh bỉ Hàn Minh Phi, đúng là không ra gì. Khi thấy không còn đánh nhau, Hạ Thiên cũng không còn gì để xem, vì vậy mà quay về phòng. Trông tôi và bối bối có nên rời khỏi đây trước không? Khi thấy Hạ Thiên quay về thì Diệp Mộng Oánh có chút trần trừ hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, vài ngày nữa chị hãy đi. À, đúng rồi, trước tiên chị dạy cho nha đầu kia cách điều khiển chân khí, để miễn cho cô ta phá hủy căn phòng này. Hạ Thiên nhìn tô bối bối rồi mở miệng nói. À, được rồi, trước tiên tôi dạy tâm pháp cho bối bối. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Tiểu sán, trước tiên anh cứ tìm một chỗ ở lại, có việc gì tôi sẽ liên lạc. Được, tôi đi trước. Tô Tiểu Sán cũng biết mình ở lại đây chỉ là vật cản mà thôi, vì vậy hắn cũng thức thời mà bỏ đi. Còn chuyện liên quan đến Tô Bối Bối thì hắn cũng không lo lắng, hắn biết rõ Diệp Mộng Oánh rất tốt với Tô Bối Bối, còn nếu Hạ Thiên mà coi trọng em gái của hắn, như vậy sẽ là niềm vui sướng. Tô Tiểu Sán vừa đi thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên, hắn lấy ra xem, người gọi đến là Lãnh Băng Băng. Chồng, tôi đã đến Tinh Thành, Cậu đang ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh quen thuộc và động lòng người của Lãnh Băng Băng đã vang lên. Chương 1397, nhất định lén mướn phòng. Băng Băng, tôi ở khu dân cư Tinh Hải, chị biết chỗ này không? Nếu không thì tôi đi đón chị. Hạ Thiên nói ngay. Khu dân cư Tinh Hải, tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng nói xong rồi cúp điện thoại, mà Hạ Thiên thì nhanh chóng xuống lầu ra ngoài cổng đợi Lãnh Băng Băng. 5 phút sau một chiếc xe cảnh sát biển số thành phố Giang Hải chạy vào khu dân cư, sau đó dừng lại ở một bãi đậu xe, cuối cùng một nữ cảnh sát cực đẹp xuống xe, là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng vừa xuống xe thì Hạ Thiên cũng xuất hiện ngay bên cạnh, hắn ôm lấy vòng eo của nàng rồi nói: "Băng Băng, chị đến một mình sao?" "Không phải." Lãnh Băng Băng nhào vào lòng Hạ Thiên và lắc đầu. "Tôi đưa tổ đặc biệt đến, nhưng bọn họ cũng trực tiếp đến khách sạn Tinh Không." Tôi đã điều tra rồi, Tiết Tiểu Đao có một đứa con tên là Tiết Quý, hôm nay vừa lúc là sinh nhật của Tiết Quý, Tiết Tiểu Đao thuê đại sảnh lầu 2 của khách sạn Tinh Không để bày bàn sinh nhật cho con. Ngoài Tiết Tiểu Đao sẽ tự mình trình diện, còn có một số thủ hạ và quan viên có quan hệ không tệ với hắn sẽ xuất hiện, cơ hội này là rất hiếm có, nếu có thể thì tôi muốn hốt gọn bọn họ bằng một mẻ lưới. Được rồi, băng băng, bây giờ tôi đi giúp chị bắt đám người kia. Hạ Thiên nói xong và lập tức muốn hành động. Lãnh băng băng lại lắc đầu. Bây giờ không cần đi, lúc này chỉ là 4 giờ, sinh nhật được tổ chức lúc 6 giờ, tôi đã sắp xếp đặc công giám thị ở khách sạn, khi nào mọi người đến đông đủ thì chúng ta ra tay bắt người cũng không muộn. Như vậy cũng được, chúng ta lên lầu trước. Hạ Thiên lập tức thay đổi ý kiến. Lãnh băng băng gật đầu. Ừ, chúng ta lên đi. Một lát sau hai người đã lên phòng. Ủa, băng băng, em cũng đến à? liễu mộng thấy lãnh băng băng thì tỏ ra vui vẻ băng băng diệp mộng oánh cũng bắt chuyện với lãnh băng băng nhưng nàng cũng không thể trò chuyện gì nhiều vì lúc này nàng còn phải dạy nội công tâm pháp cho tô bối bối ngược lại thì lãnh băng băng có chút bất ngờ nàng cũng không biết diệp mộng oánh có mặt ở đây còn chuyện liễu mộng ở cùng hạ thiên nàng đã sớm biết rồi băng băng em đến đây làm gì cố ý đến tìm tiểu bại hoại sao liễu mộng có chút tò mò không đợi lãnh băng băng trả lời, liễu mộng lại di rời lực chú ý, nàng nhìn vào bụng lãnh băng băng, sau đó lại dùng tay sờ bụng mình, bộ dạng khó hiểu. Băng băng, không phải em có mang sao, vì sao bụng vẫn giống như trước? Chị mộng, vẫn chưa được ba tháng, bụng chưa lớn ngay được. Lãnh băng băng dùng giọng bất đắc dĩ giải thích. Vậy à, liễu mộng nghiêng đầu. Nhưng trước đó chỉ thấy một người mang thai chưa đến 3 tháng mà bụng đã rất lớn rồi. Chị Mộng, mỗi người một tình huống khác nhau. Lãnh băng băng chỉ có thể tiếp tục giải thích. Như vậy à, đúng rồi, chị còn nghe nói những người có mang thì ngực sẽ lớn hơn, cho chị xem nào, băng băng, ngực em hình như đã lớn hơn rồi thì phải. Liễu mộng nói một câu, sau đó nàng quay sang nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, vì sao chị còn chưa có mang, chị cũng muốn có mang để ngực lớn hơn một chút. Chị mộng, chỗ đó của chị đã rất lớn rồi, tôi cũng không thích lớn hơn như vậy hạ thiên vội vàng nói còn chuyện tại sao liễu mộng chưa có mang thì hắn cũng không giải thích tiểu bại hoại cậu thật sự thích ngực của tôi chỉ lớn như vậy thôi sao liễu mộng lập tức hỏi tất nhiên nếu quá lớn thì sẽ không đẹp hạ thiên vội vàng gật đầu à chị cũng không muốn có mang chị cũng không muốn ngực quá lớn liễu mộng lập tức thay đổi ý nghĩ lãnh băng băng ở bên cạnh không biết nói gì hơn nàng cũng thở ra một hơi dù là nàng hay là kiều tiểu kiều đều cảm thấy liễu mộng bây giờ thật sự không thích hợp để có con vì chị mộng giống như một đứa bé nếu nàng sinh con thì chẳng biết còn có chuyện gì xảy ra đúng rồi băng băng em còn chưa nói đến đây làm gì liễu mộng lúc này mới hỏi băng băng đến đây để bắt tội phạm ma túy hạ thiên trả lời bắt ai vậy có cần trợ giúp không băng băng để chị giúp em chị đang muốn đi đánh vài người Liễu Mộng chợt có chút hưng phấn. Chị Mộng, chồng đã giúp em rồi, cũng không có nhiều người để đánh đâu. Lãnh băng băng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Liễu Mộng, nếu cho Liễu Mộng đi hỗ trợ thì tình huống chắc chắn sẽ rất rối loạn. Còn đối với Hạ Thiên thì nàng yên tâm hơn, tuy chồng nàng cũng thường xuyên làm loạn, nhưng có nàng ở bên cạnh thì hắn rất nghe lời. Liễu Mộng lập tức quệt miệng, có chút mất hứng. Băng băng, em không nghĩa khí, hai người vụng trộn đi chơi cũng không mang chị đi. Lãnh băng băng có chút giở khóc giở cười, điều này sao có thể tính là nghĩa khí. Hơn nữa nàng cũng không phải đi chơi, mà là đi bắt tội phạm ma túy. Cảnh sát nào cũng biết chuyện bắt đám người buôn bán ma túy không phải là thứ gì tốt, vì đám người kia sẽ có tội danh còn nặng hơn cả giết người. Bây giờ giết người chưa chắc tử hình nhưng nếu buôn ma túy thì chết chắc. Cũng vì vậy mà đám người buôn ma túy thường rất liều lĩnh, những cảnh sát tham gia bắt ma túy cũng thường hy sinh. Tất nhiên hôm nay lãnh băng băng muốn đối phó với tiết tiểu đao cũng không có gì quá nguy hiểm, vì mặt ngoài thì tiết tiểu đao không còn là một ông trùm ma túy, hắn là một thương nhân thành công, thậm chí còn có một chức danh là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, còn có quan hệ mật thiết với nhiều quan viên. Vì vậy dưới tình huống bình thường thì tiết tiểu đao bị bắt sẽ không phản kháng, cho nên nguy hiểm không tính là quá lớn. Chị Mộng, chị cứ ở nhà với mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ đi giúp băng băng bắt người, sau khi xong việc sẽ quay lại ngay. Lúc này Hạ Thiên cũng mở miệng nói, "Chị không tin." Liễu Mộng bĩu môi, "Cậu và Băng Băng đi bắt người sẽ lén mướn phòng." Gương mặt đẹp của Lãnh Băng Băng cũng không khỏi đỏ lên, nàng thật sự có chút xấu hổ. "Chị Mộng, em và Băng Băng sẽ không mướn phòng." Hạ Thiên chân thành trả lời. "Tiểu bại hoại, cậu lại lừa chị, chị không thích cậu." Liễu Mộng hừ một tiếng, "Chị không để ý đến cậu nữa, chị đi ngủ tiếp đây." Liễu mộng giống như rất tức giận, nàng nói xong thì đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường, một lát sau giống như đã ngủ say. Lãnh băng băng lắc đầu bất đắc dĩ, Hạ Thiên cũng không quá quan tâm, chỉ mộng thường xuyên như vậy, nhưng chỉ được một lúc mà thôi, sẽ chẳng thể không quan tâm đến hắn. Trong phòng khách trở nên an tính, Hạ Thiên ôm lấy vòng eo của lãnh băng băng, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế salon, vài phút sau cũng không ai nói lời nào. Lúc này trong phòng làm việc, Diệp Mộng Oánh đang giải thích thế nào là luyện công với Tô Bối Bối, giọng điệu của nàng khẽ truyền ra. "Chồng, bây giờ thương thế của cậu thế nào rồi?" Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "Cơ bản đã khá tốt, công lực khôi phục một nửa." "Băng Băng, chị không cần lo lắng, tôi không sao." Hạ Thiên an ủi Lãnh Băng Băng, hắn cũng không nói nhiều, cũng không muốn Lãnh Băng Băng vì sự kiện này mà lo lắng. "À, tôi tin cậu, dù gặp phải phiền toái gì thì cũng có thể giải quyết được." Lãnh băng băng cũng không tiếp tục truy vấn, nàng cũng tin đàn ông của mình, nàng tin hắn không gì không làm được. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên cầm điện thoại lên xem, thì ra là hào phỉ phỉ điện thoại đến, hắn có chút trần trừ và nhận điện thoại. Alo, có gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên sinh, tôi là hào phỉ phỉ. Hào phỉ phỉ giới thiệu tên rồi nói. Nghe nói cảnh sát lãnh là bạn gái của anh. Không phải là bạn gái, là vợ tôi. Hạ Thiên cải chính. À, Hạ Thiên sinh xấu hổ quá. Xin hỏi có phải cảnh sát lãnh định bắt Tiết Tiểu Đao có phải không? Hào Phỉ Phỉ chợt ngây người, sau đó nàng đi ngay vào vấn đề. Đúng vậy, có chuyện này. Hạ Thiên cũng không phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ Hào Phỉ Phỉ này xem ra cũng là người linh thông tin tức. Là thế này, chú tôi cũng chính là phó cục trưởng cục công an tỉnh Hào Hồng Quang muốn biết cảnh sát lãnh có cần cục công an tỉnh phối hợp hay không vì chú ấy cảm thấy cảnh sát lãnh mang đến không đủ người. Hào phỉ phỉ nói, ý của chú tôi là, nếu cảnh sát lãnh cần thêm nhân thủ, như vậy chú ấy sẽ phái nhân thủ của Cục Công an tỉnh xuống phối hợp với cảnh sát lãnh. À, điều này tôi còn cần phải hỏi băng băng. Hạ Thiên nói rồi nhìn về phía lãnh băng băng, chờ câu trả lời của nàng. Tạm thời thì không cần. Lãnh băng băng tất nhiên nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, nàng khẽ lắc đầu. Trông, nếu phía tỉnh Giang Nam tình nguyện hỗ trợ, trước tiên có thể phái chút nhân thủ để giám thị, đừng cho những bộ hạ nòng cốt của tiết tiểu đao có thể bỏ đi. Kế hoạch của tôi là trước tiên bắt tiết tiểu đao, sau đó chờ hắn khai ra và đi bắt tất cả. À, hào phỉ phỉ, cô nghe rõ lời của vợ tôi rồi chứ? Hạ Thiên lúc này hỏi. Nghe rõ, tôi sẽ nhắn lại với cục trưởng hào. Hào phỉ phỉ vội vàng trả lời. Tôi cúp điện thoại đây. Hạ Thiên không nói nhảm mà trực tiếp cúp điện thoại. Trông, hào hồng quang này hình như rất nể mặt cậu. Lãnh băng băng khẽ cười. Trước đó tôi liên lạc với bên này, dù là Cục Công an tỉnh hay Cục Công an thành phố thì đều không phối hợp. Bây giờ Hào Hồng Quang chủ động đề xuất để cho Cục Công an tỉnh phối hợp, rõ ràng là nể mặt cậu. Băng băng, nể mặt chị chính là nể mặt tôi, chị là vợ tôi, đều giống nhau cả thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn lãnh băng băng. Mặc kệ hào hồng quang nể mặt ai, hắn chủ động giúp chúng ta cũng không tệ. À, cậu nói đúng, cũng giống nhau thôi. Lãnh băng băng khẽ gật đầu. Lần này có sự phối hợp của Cục Công an tỉnh Giang Nam, sự việc sẽ thuận lợi hơn, nhưng, ôi! Lãnh băng băng khẽ thở dài, hình như nàng nhớ ra điều gì đó. Băng băng, sao vậy? Hạ Thiên vội hỏi. chương 1398, bữa tiệc sinh nhật phô trương. Chồng, cậu có biết không, tôi luôn cảm thấy ma túy có hại rất lớn tôi đã thấy nhiều ví dụ vì nghiện ma túy mà cửa nát nhà tan khốn nổi cửa nát nhà tan cũng chưa hẳn là nguy hại lớn nhất nhưng bọn họ thường vì ma túy mà cướp bóc giết người thậm chí là bán cả con mình thậm chí còn có kẻ vì vài trăm đồng tiền mà giết hại kẻ khác vì thế mỗi lần thấy có án ma túy là tôi luôn muốn triệt phá tất nhiên muốn xử lý hết cũng là không thể lãnh băng băng có chút trầm trọng rõ ràng sự việc này cũng làm cho tâm tình của nàng không được tốt lãnh băng băng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói lợi nhuận buôn bán ma túy là quá cao cao đến mức người ta bí quá hóa liều hơn nữa vì có nhiều người không có tiền mua mà đi buôn bán ma túy để được sử dụng vì vậy mà dù càn quét thế nào dù quốc gia có luật xét xử kẻ buôn bán ma túy rất nặng nhưng vẫn có nhiều người tham gia buôn bán ma túy tôi biết rõ sức mình là có hạn cũng không muốn trông coi quá nhiều nơi chỉ hy vọng ở thành phố giang hải không xuất hiện thuốc phiện nhưng dù sở giao phối hợp với cảnh sát để đả kích đám tội phạm ma túy thì vẫn khó thể nào triệt nọc. băng băng chỉ cứ yên tâm, tôi đảm bảo sau này sẽ không có tên nào dám bán thuốc phiện ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên dùng lời son sắt nói, hắn không muốn lãnh băng băng khó chịu, vì vậy mà quyết định giúp nàng giải quyết vấn đề này. chồng, điều này rất khó, tuy phần lớn người ở Giang Hải cũng không dám phạm vào ý của tôi, nhưng dù sao cũng có vài người ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng cậu sẽ không biết bọn họ bán ma túy. Lãnh băng băng lắc đầu, giọng điệu càng ôn hòa hơn. Nhưng không có chuyện gì, cậu cũng đừng quan tâm, cùng lắm thì tôi bắt thêm vài tên bán ma túy là được, chỉ cần bọn họ đến Giang Hải, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để bắt bọn họ. Hạ Thiên cười cười, hắn không nói gì, vì hắn đã có một tính toán. Tinh không chính là khách sạn tốt nhất ở thành phố Tinh Thành, từ lúc 6 giờ tối thì trước cửa khách sạn đã có một hàng nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng chào khác, sau đó từ lầu một lầu 2, cứ cách vài bước lại có một nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám, đường đi vào được lót thảm mãi đến đại sảnh lầu 2. Lúc này trong đại sảnh tổ chức tiệc đã đầy người, một đám nhân viên phục vụ mặc sườn xám xinh đẹp liên tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng bị khách sờ một cái. Tuy có vài nhân viên cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng né tránh. Cũng may đám người kia chỉ ngẫu nhiên dùng tay chó sờ một cái mà thôi, dù sao thì trong đại sảnh cũng có vài trăm người, cũng không ai làm gì quá phận. Từng nhân viên phục vụ đều đã được khách sạn căn dặn rõ ràng, tối nay không được đắc tội với bất kỳ vị khách nào đến đây, vì người mời khách hôm nay chính là Tiết Tiểu Đao, là kẻ mà ăn sạch hai nhà hắc bạch. Trong hắc đạo thì Tiết Tiểu Đao là đao ca, là đại ca nổi tiếng thành phố Tinh Thành, trong bạch đạo thì hắn có khá nhiều danh sưng, ví dụ như giám đốc Tiết, chủ tịch Tiết, Ủy viên Tiết. Nghe đồn tên này còn sưng anh em với vài vị quan viên trên tỉnh, mà bây giờ trong đại sảnh, ngoài một vài giám đốc xí nghiệp, còn có vài vị cục trưởng trên tỉnh, hai vị phó phòng, thậm chí còn có một vị thư ký của phó chủ tịch tỉnh. Vì vậy có thể thấy lời đồn thật sự không quá khoa trương, những người biết Tiết Tiểu Đao nói hắn tay mắt thông thiên cũng không hoàn toàn là dối trá, ít nhất đối với người thường thì Tiết Tiểu Đao này thật sự không thể động vào nhưng tiết tiểu đao dù rửa sạch tay và để lại nhiều công tác cho thủ hạ tâm phúc, nhưng hắn vẫn không biết an phận, tối nay chỉ là một bữa tiệc sinh nhật con mà hắn lại phô trương quá lớn, thật sự là quá cao ngạo. Tất nhiên nghe nói tiết tiểu đao vốn cũng không muốn phô trương như vậy, nhưng hắn nhận được tin tức, cảnh sát tinh thành đang bắt đầu điều tra về mình, vì vậy hắn quyết định tổ chức sinh nhật con lần này thật sự rành rang. Hắn muốn khoe khoang thực lực của mình, cũng ra đòn cảnh cáo với đám cảnh sát tinh thành, cảnh cáo bọn họ đừng trêu chọc vào mình bữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, nhưng bây giờ tuy mới 6 giờ mà khách đã đến đông đủ, Tiết Tiểu Đao và Tiết Quý lúc này đang ngồi trên một bàn khách trung tâm, ngoài bọn họ thì trên bàn còn nhiều vị khách trọng yếu khác, cũng chính là thư ký của Phó Chủ tịch tỉnh, còn có hai vị cục trưởng. Tiết Tiểu Đao năm nay 40 tuổi, tướng mạo rất tốt, đường hoàng, phong độ nhẹ nhàng, nghe nói hắn luôn rất đắc ý về tướng mạo của mình, vì hắn cảm thấy mình giống như một ngôi sao, thậm chí còn cảm thấy đẹp trai hơn cả Châu Nhuận Phát. Tiết tiểu đao quét mắt nhìn khắp bốn phía, hắn có chút cảm giác mãn nguyện, vì người ngồi ở chỗ này, kể cả vị thư ký của phó chủ tịch tỉnh cũng đều khách khí với hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác như ngồi trên đầu vạn người. Vị thư ký này họ trình, chừng 30 tuổi, lịch sự, giống một thư sinh hào hoa phong nhã, nhưng tiết tiểu đao lại biết đối phương là một kẻ đầy bụng xấu xa. Giám đốc tiết, thư ký trình vừa tiếp điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt trở nên khó coi, Hắn ghé sát bên tai Tiết Tiểu Đao rồi khẽ nói: "Tình huống không quá tốt, chủ tịch cao đề nghị anh nên đi sớm một chút. Hôm nay là sinh nhật con tôi, kẻ nào đến gây rối, tôi sẽ cho hắn không có con." Vẻ mặt Tiết Tiểu Đao không chút biến đổi, hắn căn bản không hỏi vị thư ký trình này xem có chuyện gì xảy ra. Hào Hồng Quang phái nhiều người đến giám thị, đều là thủ hạ của anh, nghe nói đối phương muốn ra tay. Thư ký trình còn nói thêm: "Hào Hồng Quang sao?" hắn có đứa cháu gái hào phỉ phỉ rất tốt, tôi đang muốn thử hương vị của cô ta là như thế nào. Tiết tiểu đao cười lạnh một tiếng. Trong cục công an tỉnh tôi thấy hào hồng quang kia không ra gì, những người khác dù không nể mặt tôi thì cũng biết giữ mình, hắn thì lúc nào cũng muốn gây khó cho tôi, cũng vì bên phía cục công an thành phố có áp lực của hắn mà luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Hào hồng quang tuy khó đối phó nhưng nếu muốn cũng không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua chỉ trả giá không nhỏ mà thôi thư ký trình vẫn nói rất khẽ, rõ ràng không muốn người khác nghe được. Lần này phiền toái lớn nhất của anh không phải từ Hào Hồng Quang, là từ một người khác. Dù là ai thì hôm nay nếu có kẻ gây rối, kết cục cũng như nhau mà thôi. Tiết tiểu đao hừ lạnh một tiếng. Tôi đang muốn giết gà dọa khỉ, vài năm qua tôi xem ra không đủ hung ác, vì vậy mà tùy tiện để cho đám chó mèo đến vần mình. Giám đốc Tiết, vài ngày trước có phải anh cho người đưa hàng đến thành phố Giang Hải, sau đó đám người đó đều bị bắt phải không thư ký trình khẽ hỏi đúng vậy có việc này thị trường giang hải bên kia là rất lớn hơn nữa bây giờ còn chưa có kẻ nào chen tay vào là nơi tương đối tốt tiết tiểu đao gật đầu nói ở thành phố giang hải có một nữ cảnh sát gọi là lãnh băng băng chính cô ấy bắt người của anh bây giờ cô ấy đang dẫn theo mười mấy đồng sự đến nơi này mục tiêu hình như là anh thư ký trình khẽ nói nữ cảnh sát Tiết tiểu đao hình như có chút hứng thú. Có đẹp không? Rất đẹp, gấp 10 lần hào phỉ phỉ. Thư ký Trình khẽ nói. Nhưng nữ cảnh sát này rất nguy hiểm, chủ tịch Cao nói cô ta còn nguy hiểm hơn cả hào hồng quang. Bây giờ thủ hạ của cô ta đang ở ngoài khách sạn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cô ấy sẽ đến. Theo ý của chủ tịch Cao, tốt nhất đừng xung đột chính diện với cô ta, trước tiên cứ trốn đi vài ngày, dù sao thì cô ấy cũng không phải là người tinh thành sẽ không liên tục ở chỗ này, đợi sau khi cô ta đi thì tất cả coi như xong. Đáng cười, chỉ là một nữ cảnh sát mà thôi, cần tôi trốn đi sao? Tiết tiểu đao cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi ngược lại. Cô ấy thật sự xinh đẹp vậy sao? Đúng vậy, tôi đã xem qua ảnh, thật sự đẹp, hào phỉ phỉ không sánh nổi, không tính là gì với cô ấy. Trong mắt thư ký trình trật xuất hiện cái nhìn có chút mơ mộng. Rất tốt, tôi còn chưa được chơi đùa nữ cảnh sát thực phẩm lần này cô ta tự đưa mình đến cửa cũng không thể để cho cô ta chạy đi được trong mắt tiết tiểu đao cũng lóe lên vài phần hào quang cực kỳ hứng thú nhưng giám đốc tiết chủ tịch cao nói anh không thể đắc tội với cô ta thư ký trình nói rất khẽ chủ tịch cao nói nếu anh bị lãnh băng băng bắt đến thành phố giang hải sợ rằng sẽ khó thể nào giữ được anh nói lãnh băng băng có địa vị rất lớn sao Tiết tiểu đao khẽ nhíu mày. Cô ấy là phụ nữ của Hạ Thiên. Thư ký Trình khẽ nói. Chính là Hạ Thiên mà đã làm cho tả thân quốc rơi dụng ở thành phố Nhạc Nam, nghe nói sở dĩ hào hồng quang có động tính cũng vì tên này. Hạ Thiên sao? Vẻ mặt tiết tiểu đao có hơi biến đổi. Tôi đã nghe qua tên người này, nghe nói hắn một tay che trời ở thành phố Giang Hải, như vậy thì tính thế nào? Nơi đây là tinh thành, ở tinh thành thì hắn cũng không làm gì được tôi. Giám đốc Tiết, tôi thật sự không biết nhiều về Hạ Thiên, nhưng chủ tịch cao nói có vết xe đổ của Tả thân quốc, hy vọng anh chú ý xem xét, tốt nhất là nên giấu đi mũi nhọn của mình, không có gì hay khi đối cứng với Hạ Thiên." Thư ký Trình cố gắng thuyết phục Tiết Tiểu Đao, tất nhiên hắn chỉ phụng mệnh thuyết phục đối phương mà thôi, đến cả bản thân hắn cũng thật sự coi thường Hạ Thiên và lãnh băng băng kia. Tiết Tiểu Đao khẽ hừ một tiếng. Gần đây đều là người ta tránh né tôi. Nếu lần này tôi tránh mặt đi thì đám cảnh sát tinh thành sẽ làm loạn trên đầu tôi, hôm nay tôi muốn cho người ta hiểu, đau ca tôi trước nay chưa từng sợ ai. Tất cả không được nhúc nhích. Đúng lúc này có tiếng quát chói tai từ cửa truyền vào bên trong, vài chục tên cảnh sát mặc thường phục tiến vào, đi đầu là một cảnh sát cực kỳ xinh đẹp. Chính là cô ta, lãnh băng băng. Thư ký trình nhìn nữ cảnh sát kia thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Giám đốc tiết, sao ra cô ấy còn hấp dẫn hơn cả trên ảnh. Rất tốt, tôi muốn thu nữ cảnh sát này." Tiết Tiểu Đao có chút hưng phấn, một nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, không phải nói là đây là lần đầu tiên hắn được gặp một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Chương 1399, ai có tâm tình nói đùa với chú? Trong đại sảnh chợt ồn ào, có vài tiếng kêu sợ hãi vang lên, rõ ràng xuất phát từ miệng những cô nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp, mà phần nhiều là tiếng chửi rủa, hầu như chỉ trong nháy mắt đã có vài trăm người đứng lên bọn họ đều có bộ dạng giống như muốn sông lên vây công vậy. Đều ngồi xuống nghiêm chỉnh cho tôi. Một tâm thanh nhàn nhạt vang lên, tiết tiểu đao đứng lên nói. Phóng viên, kê thêm cho tôi hai bàn, những vị cảnh sát này là khách từ xa đến, tôi cũng không muốn phân biệt đối xử. Vâng, giám đốc tiết. Vài nhân viên phục vụ lên tiếng, sau đó bắt đầu nhanh tay nhanh chân đi làm. Bắt hắn đi. Lãnh băng băng lại rất dứt khoát, nàng căn bản không muốn nói nhảm mà trực tiếp ra lệnh hai vị đội viên đội đặc biệt sau lưng lãnh băng băng cũng không nói nhiều lời bọn họ trực tiếp tiến về phía tiết tiểu đao đồng thời còn lấy còng ra bộ dạng muốn bắt tiết tiểu đao dừng tay một tiếng quát khẽ vang lên các người là ai các người muốn làm gì cùng lúc này có vài người đứng lên vọt đến trước mặt tiết tiểu đao chặn hai tên cảnh sát lại tôi là lãnh băng băng là đội trưởng đội công tác đặc biệt của Cục Công an thành phố Giang Hải. Lãnh băng băng quét mắt nhìn đám người nơi đây. Hôm nay tôi đến bắt tiết tiểu đao và những thành viên đội ngũ buôn bán ma túy của hắn, dù là ai có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến việc chấp pháp cũng sẽ bị bắt, tôi không nói hai lần. Nơi này là thành phố Tinh Thành, cảnh sát Giang Hải các người có tư cách gì đến bắt người. Nói lời này chính là người vừa mới hét lên yêu cầu dừng tay, là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường tôi là kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát Thành phố Tinh Thành, các người hoàn toàn không làm theo đúng trình tự bắt người được quy định. Thân là kiểm sát trưởng mà dám đứng cùng hàng ngũ với bọn buôn bán ma túy, anh không có tư cách gì chất vấn trình tự bắt người của tôi. Lãnh băng băng đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt đầy vẻ hèn mọn, sau đó nàng vung tay lên. Bắt người, ai phản kháng thì dùng súng. Vâng, đội trưởng. Đám đội viên còn lại đều xông lên phía trước, Bọn họ là đội viên tổ đặc biệt của lãnh băng băng, từ ngày đầu tiên tham gia tổ thì nàng đã nói cho bọn họ biết, ngoài nàng ra thì bọn họ không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai khác. Tất nhiên ngoài nàng ra thì bọn họ cũng không cần sợ đắc tội với bất kỳ người nào, vì dù có đắc tội với ai thì nàng cũng chịu trách nhiệm. Tất nhiên bọn họ cũng không dám tùy tiện đi đắc tội với kẻ khác, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy không có gì phải sợ đám người ở thành phố tinh thành, dù sao thì bắt người xong sẽ quay về thành phố Giang Hải sẽ là địa bàn của mình, không cần lo người bên phía tinh thành sẽ trả thù. Cũng vì vậy mà lúc này bọn họ không cần quan tâm trong đại sảnh có vài trăm người, bọn họ cảm thấy không có gì mình không dám làm. Điều càng làm cho bọn họ có thêm lòng tin chính là người đàn ông mặc áo khoác tên là Hạ Thiên đang đứng bên cạnh, lúc này chính Hạ Thiên còn tự thân ra tay, bọn họ còn có gì phải sợ. Đợi chút đã, tiết tiểu đao lúc này lại mở miệng. Các người cũng đứng tránh ra, để tôi nói vài câu với cảnh sát lãnh. Đám thủ hạ của tiết tiểu đao lại rất nghe lời, bọn họ đều lui ra sau lưng hắn. Các người cũng rút về, để xem hắn muốn nói gì. Lãnh băng băng cũng mở miệng nói. Vài chục tên cảnh sát cũng tự nhiên lui ra phía sau, tiết tiểu đao tiến lên phía trước hai bước, trên mặt nở nụ cười mê người. Cảnh sát lãnh, hôm nay là sinh nhật con tôi 10 tuổi, tôi thậm chí muốn làm một người cha tốt, mà tôi cảm thấy cha tốt nên làm sinh nhật cho con mình, vì thế tôi hy vọng cảnh sát lãnh nể mặt, dù muốn phối hợp vụ án gì cũng chờ sau khi sinh nhật của con tôi, có được không? Bây giờ anh nên nói sẵn chuyện hậu xử với con của mình, vì anh sẽ vào cục công an, sẽ không thể nào được ra nữa. Lãnh băng băng lạnh lùng nói. Cảnh sát lãnh, tôi dạo này rất nói lý lẽ, người khác để cho tôi làm người cha tốt, tôi cũng sẽ để cho gia đình người ta được yên vui, nếu là có người để tôi không hoàn thành trách nhiệm, tôi cũng không cho hắn được làm cha tốt tiết tiểu đao nói đến đây thì dừng lại một chút rồi tiếp tục nói hoặc làm mẹ tốt anh uy hiếp tôi sao lãnh băng băng dùng ánh mắt trào phúng nhìn tiết tiểu đao cảnh sát lãnh cô sai rồi tôi chỉ đang nói lý lẽ với cô mà thôi tiết tiểu đao lắc đầu tôi cũng thích lý lẽ một âm thanh lười biếng vang lên băng băng hãy để tôi nói vài lời lý lẽ với thằng ngu này chồng cậu lãnh băng băng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hạ thiên cũng không biết hắn đang muốn gì băng băng cứ để cho tôi tôi nói rồi tôi sẽ làm cho sau này không còn tên nào dám tuồn ma túy về thành phố giang hải hạ thiên nói hạ thiên dừng lại một chút rồi nói thêm băng băng chỉ cho người trông coi cửa ra vào đừng cho bất kỳ ai ra ngoài à nếu có người tiến vào cứ để mặc cho bọn họ vào lãnh băng băng có chút trần trừ sau đó gật đầu nói được ngay sau đó vài chục đội viên cảnh sát của lãnh băng băng đã tiếp nhận nhiệm vụ canh cửa chỉ còn lại mình hạ thiên và lãnh băng băng đứng cùng nhau này chú em tiết tiểu đao ngu ngốc chú có biết anh là ai không hạ thiên lúc này nói một câu với tiết tiểu đao hạ thiên nói lên lời này dẫn đến những câu mắng chửi tức giận trong đại sảnh tiết tiểu đao khoát tay sau đó không gian yên ắng trở bình thường tôi chỉ biết những kẻ thông minh mà thôi tiết tiểu đao dùng ánh mắt xem thường nhìn hạ thiên ánh mắt có hơi lạnh lẽo loại người ngu như chú mà biết những kẻ thông minh thôi sao hạ thiên tỏ ra không tin thôi được loại người ngu như chú chưa chắc sẽ quen biết một người thông minh như anh vì vậy anh tự giới thiệu anh là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên thì ra là hạ thiên đã nghe qua đại danh tiết tiểu đao vẫn rất bình tĩnh cũng không tỏ ra kinh hoàng chú đã nghe qua đại danh của anh như vậy cũng đừng nên làm những chuyện ngu ngốc nữa làm gì hạ thiên lắc đầu này trước tiên anh nói lý lẽ với chú anh là một người đàn ông tốt rất thương vợ vợ băng băng của anh không thích có người buôn bán ma túy ở thành phố giang hải mà sao chú cứ cho người đưa đến rõ ràng chú làm cho vợ anh mất vui mà anh thì không muốn làm cho vợ mất vui vì thế anh muốn nói cho tất cả mọi người biết sau này nếu có tên khốn nào dám tuồn ma túy vào thành phố giang hải thì sẽ có kết cục như chú, anh không những đánh tan hang ổ ma túy của chú, còn muốn giày vò chú sống dở chết dở, chú có ý kiến gì không? Đám người nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, đám người bên phía tiết tiểu đao càng cảm thấy tên kia bị điên rồi, nếu không thì sao dám nói ra những lời như vậy? Mà thủ hạ của lãnh băng băng thì bắt đầu tỏ ra đồng tình với tiết tiểu đao, tên khốn đáng thương kia sau này sẽ chẳng còn ngày tốt lành. Còn lãnh băng băng thì ý thức được chồng mình sắp làm ra những chuyện kinh người, nhưng nàng cũng không ngăn cản, đối với nàng thì điều trước tiên cần chính là chính nghĩa, quá trình thực hiện nó cũng không còn được nàng coi trọng. Tiết tiểu đao cũng tỏ ra khó tưởng, hắn nhìn chầm chầm vào hạ thiên vài ba giây, sau đó hắn nở nụ cười. Hạ thiên, cậu đang nói lời đáng cười sao? Bốp, một cái tát trong trẻo vang lên, ai cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Hạ thiên cũng không phải ra tay rất nhanh, hắn cố ý dùng tốc độ rất chậm, vì vậy người nào cũng thấy rõ hắn tát lên mặt tiết tiểu đao ngoài đám cảnh sát thành phố giang hải và lãnh băng băng thì hàng trăm người trong đại sảnh đều cho rằng mình nhìn lầm bọn họ dù thế nào cũng không ngờ có người làm như vậy trên đời này có người dám đứng trước mặt biết bao nhiêu anh em của tiết tiểu đao trước mắt bao nhiêu người mà cho tiết tiểu đao một bạt tai nếu là có người chọc tiết tiểu đao một dao hoặc bắn một phát súng như vậy đám người kia cũng cảm thấy không có vấn đề gì vì tiết tiểu đao là một kẻ có thủ oán rất nhiều dù có người đâm hay bắn hắn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nhưng Hạ Thiên lại cho Tiết Tiểu Đao một bà tai, đây không phải muốn giết Tiết Tiểu Đao, chính là muốn làm nhục hắn. Thậm chí một số người còn nghĩ rằng đó là nổi nhục của hai nhà hắc bạch ở thành phố Tinh Thành. Lãnh băng băng lại tương đối chân tính, Hạ Thiên có làm bất cứ điều gì thì nàng cũng không ngạc nhiên, vì đó không phải là ai khác, chính là Hạ Thiên, là đàn ông duy nhất của nàng. Còn đám cảnh sát trong tổ của lãnh băng băng, bọn họ thật sự cảm thấy bội phục Hạ Thiên, đánh quá hay, trước kia bọn họ phá án mà gặp những đại nhân vật thì thường xuyên bị đối phương dùng lời lẽ công kích rất nhục nhã mà không thể làm gì. Nhưng bây giờ tiết tiểu đao lại bị hạ thiên trực tiếp cho một bà tai, tuy đây không phải là điều mà chính bọn họ làm ra, nhưng bọn họ vẫn rất vui sướng, rất hả giận. Hạ thiên quả thật là hạ thiên A, chỉ một chữ châu chó mới đủ miêu tả mà thôi. Nhưng động tác của hạ thiên cũng không chấm dứt, Hắn cũng không đợi người ta kịp phản ứng mà nhấc chân đá vào hạ bộ của tiết tiểu đao, đồng thời còn bất mãn nói. Thằng ngu, ai có tâm tư nói đùa với mày, anh chỉ biết nói giỡn để tìm vui cho vợ mà thôi. Á, à, tiết tiểu đao cuối cùng cũng kịp hết thảm, dù là bất kỳ người đàn ông nào đúng nghĩa mà trúng một đá như vậy cũng cực kỳ đau đớn. Dù hắn là người trải qua nhiều sóng gió nhưng đây cũng là lần đầu tiên được nếm thử cảm giác đau đớn như vậy, vì thế hắn cuối cùng cũng không nhịn được. Hắn vừa kêu thảm thiết vừa ngã xuống che hạ bộ, cuối cùng thì cũng lăn xuống đất. Hạ Thiên Tung một đá tuy không nhanh nhưng rất nặng, nửa đời sau Tiết Tiểu Đao sẽ không còn là đàn ông, tất nhiên đối phương cũng làm quái gì còn đời sau. Con mẹ nó, muốn chết à, anh em, lên cho nó biết tay. Sau giây phút hiên tĩnh ngắn ngủi thì có người kịp phản ứng. Khi tiếng hô kia kịp vang lên thì có vài chục người đứng lên, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng lên mà thôi bọn họ chỉ cảm thấy một người lóe lên bên cạnh, sau đó cả đám cảm thấy không thể nào nhúc nhích, chỉ đứng như tượng gỗ mà thôi. Nhưng lại càng có nhiều người đứng lên, mà bọn họ cũng chỉ có một kết cục giống như những kẻ trước đó, không thể nhúc nhích. Chưa đến một phút sau thì những người còn ngồi cũng phát hiện mình không thể nào đứng lên được nữa. Trường 1400, ngàn đũa vạn động. Hừ, sao tôi không động đậy gì được thế này? Tôi cũng không động đậy gì được. Con bà nó, tao làm sao vậy? mau, mau giúp tao điện thoại cấp cứu, tao bị trúng gió. Con bà nó, người đâu giúp tôi với? Hừ, mày cũng không động được, mày cũng không cử động được sao? Có quỷ, có quỷ. Vô tình trong đại sảnh yên tĩnh chợt vang lên những tiếng thét chói tai cực kỳ hoảng sợ, không riêng gì đám khách đến đây không thể cử động gì được, ngay cả đám nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn sáng cũng phát hiện mình không thể động đậy gì được, bọn họ cứ đứng như vậy, đứng như những đứa ngốc vậy. Lúc này ngoài Hạ Thiên, lãnh băng băng và những thành viên tổ đặc biệt còn có thể hoạt động, cũng chỉ còn duy nhất một mình tiết tiểu đao đang đau đến mức co rút người trên mặt đất là có thể động đậy được. Tất cả im mồm. Hạ Thiên chợt hét lên. Nếu không muốn câm thì yên tĩnh một chút, tôi chỉ đâm một châm lên người các người, cho các người tạm thời không thể động đậy. Tuy Hạ Thiên không lớn tiếng nhưng lại ẩn giấu một lực lượng lớn, sau khi nghe xong lời nói của hắn thì cả đại sảnh chợt yên tĩnh trở lại, mỗi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hạ thiên tên này rốt cuộc là người hay quỷ hắn sao có thể làm cho mọi người không thể động đậy được khi thấy đại sảnh đã yên tĩnh trở lại thì hạ thiên rất thỏa mãn hắn nhìn lướt qua chung quanh sau đó hắn thấy một tên có mang theo camera vì vậy hắn lóe người đến trước mặt đối phương đâm một châm lên người tên này này nhớ kỹ quay phim tên tiết tiểu đau này nếu làm tốt thì anh bỏ qua cho chú nếu không thì anh xử lý cả chú vâng tôi nhất định sẽ làm tốt người kia liên tục mở miệng nói à như vậy mới tốt hạ thiên lóe người lên hắn tiến lên đá một cái lên người tiết tiểu đao đá tiết tiểu đao đang lăn lộn dưới đất phóng lên không sau đó hắn nhảy lên tung vài chục cú đá lên người tiết tiểu đao á à, á à, á à. tiết tiểu đao liên tục kêu gào thảm thiết đám người ở đây nghe thấy vậy mà cảm thấy trong lòng lạnh băng đám anh em của tiết tiểu đao thì càng căm hận tên khốn kia đúng là đá quá đẹp đúng là quá mạnh mẽ, chỉ cần ta có thể học được một phần cũng coi như phát đạt rồi. Một đội viên trong nhóm của lãnh băng băng chợt thì thào. Dầm, tiết tiểu đao nặng nề rơi xuống đất, sau đó tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại, cuối cùng tên này cũng hôn mê. Đúng là đánh mất vui. Hạ thiên tỏ ra khinh bỉ, sau đó hắn lại đá lên người tiết tiểu đao, mà tiết tiểu đao cũng vì đau quá mà tỉnh lại. Không được phép đánh cha tôi, không cho phép đánh cha tôi. Một âm thanh trẻ nhỏ chợt vang lên. Lớn lên ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi. Người lên tiếng không phải là ai khác mà chính là nhân vật chính của tối hôm nay, là đứa con 10 tuổi của Tiết Tiểu Đao, là Tiết Quý. Tiết Quý này lớn lên thật sự không được như cha mình, mắt nhỏ mũi nhỏ, lại còn gầy như cây sậy. Hạ Thiên nhìn qua Tiết Quý, sau đó hắn nói với vẻ mặt khinh bỉ. Ba của ngươi đúng là ngu ngốc, mà ngươi cũng ngốc không kém lớn lên muốn giết anh đây mà có bộ dạng ốm đói vậy sao? Mới 10 tuổi đã chơi ma túy, không biết có còn lớn lên được nữa không? Cái gì? Không thể nào, không thể nào, con tao không hít ma túy. Tiết Tiểu Đao vốn đau đến mức lăn qua lăn lại chợt quên đau đớn mà giống lên với Hạ Thiên. Thằng ngu, anh là thần y, có hít ma túy hay không thì anh nhìn vào là biết ngay. Hạ Thiên đạp lên người Tiết Tiểu Đao. Được rồi, bây giờ nên làm chuyện chính sự nghe nói nhiều năm qua chú em làm không ít chuyện xấu bây giờ chú còn xây dựng cả nhà xưởng chế tạo ma túy kể từ lúc này bắt đầu chú nói tất cả chuyện xấu ra cũng mau khai ra nhà xưởng chế tạo ma túy ở chỗ nào cho anh tiểu quý con con hít ma túy sao chuyện xảy ra khi nào sao bố không biết tiết tiểu đao lại không trả lời hạ thiên hắn chỉ nhìn con rồi hỏi này thằng ngu anh đang hỏi chú hạ thiên rất bất mãn hắn lại đá lên người tiết tiểu đao con bà mày hạ thiên mày cho rằng ông sẽ nói ra sao có giỏi thì cứ giết tao đi nếu không ông sẽ cưỡi lên con đàn bà của mày tiết tiểu đao chợt dùng ánh mắt căm tức nhìn hạ thiên vẻ mặt rất dữ tợn còn có chút điên cuồng hạ thiên đâm một châm lên người tiết tiểu đao một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên tất nhiên âm thanh đó truyền ra từ miệng của tiết tiểu đao thằng ngu anh sẽ để chú mày sống không bằng chết nếu chú không nói thì cứ ở đó mà hưởng thụ tra tấn hạ thiên nói sau đó hắn tiếp tục đâm vài châm lên người tiết tiểu đao mà đối phương càng kêu gào thảm thiết tiết tiểu đao thật sự kêu thảm thiết làm cho đám người trong đây nghe được phải sợ hãi dù là những thành viên tổ đặc biệt của lãnh băng băng cũng thật sự sợ hãi hạ thiên cuối cùng đang làm gì sao có thể làm cho đại ca hắc đạo ở thành phố tinh thành này kêu gào thảm thiết như vậy hư phải để cho tên khốn này chịu chút khổ sở nếu không hắn cũng chẳng biết anh đây là ai hạ thiên lười biếng nói một câu sau đó hắn không tiếp tục quan tâm đến tiết tiểu đao mà đi đến bên cạnh lãnh băng băng sau đó thuận tay kéo nàng vào lòng còn cười hì hì băng băng cho tôi hôn một cái lãnh băng băng hơi đỏ mặt trong lòng có chút bất đắc dĩ trông nàng lại muốn làm sằng bậy bây giờ đang ở đâu hắn lại có tâm tư đó sao nhưng sự thật chứng minh hạ thiên này đã muốn làm gì thì sẽ làm cho đến cùng vì vậy mà hắn hôn lên môi lãnh băng băng. tuy lãnh băng băng cảm thấy tình huống này thật sự không đúng nhưng cũng không đẩy hạ thiên ra, ngược lại còn hôn đáp trả. tình cảnh này thật sự làm cho người ta trợn mắt há mồm, ngay cả đám thành viên đội đặc biệt của lãnh băng băng cũng cảm thấy tình huống có chút quỷ dị. hạ thiên và lãnh băng băng này xem ra có khẩu vị rất lớn. trong bữa tiệc rình giang hôm nay có vài trăm người đang đứng hoặc ngồi, bọn họ giống như tượng gỗ nhìn một cặp nam nữ hôn nhau cháy bỏng khốn nổi trong đó lại có một kẻ đang kêu gào thảm thiết, cực kỳ khủng bố, cách đó không xa còn có một kẻ cầm camera quay lại tình huống đang xảy ra, nếu nói là quỷ dị bình thường cũng không đủ. Mà tình huống quỷ dị này thật sự kéo dài 10 phút. Hạ thiên hôn lãnh băng băng 10 phút, mãi đến khi nàng cảm thấy thật sự không thể nào hít thở được thì hắn mới buông ra. Hạ thiên hôn xong thì cố gắng áp chế để không đưa nàng đi thuê phòng, vì còn chưa làm xong việc, chưa thể bỏ đi ngay. Băng băng, Người này kêu gào quá khó nghe. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn cầm ngân châm đâm lên người Tiết Tiểu Đao, tiếng kêu thê lương chợt dừng lại. "Này, thằng ngu, bây giờ đã chuẩn bị nói ra những chuyện xấu đã làm chưa?" Hạ Thiên nhìn Tiết Tiểu Đao. "Nếu chú không nói thì anh sẽ cho hưởng thụ tư vị lúc nãy một lần nữa." Tiết Tiểu Đao cố sức bò lên, hắn cố gắng đứng thẳng người, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lúc này hắn thật sự chẳng còn phong độ gì, chỉ còn lại sự khốn đốn như chó nhà tang. nhưng người nào cũng có thể thấy sự kiêu ngạo và hung ác trong ánh mắt hắn. Tiết Tiểu Đao nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt cực kỳ oán độc. âm thanh của hắn bây giờ có hơi khàn nhưng lại chất chứa nỗi căm hận thấu xương. Hạ Thiên, tao thề nhất định sẽ băm mày thành vạn mảnh, sẽ cho hàng ngàn người cưới đàn bà của mày. Tiết Tiểu Đao còn chưa dứt lời thì tiếp tục kêu gào thảm thiết, vì Hạ Thiên đã đâm cho một châm. Hạ Thiên nhìn sang bên cạnh, hắn không thấy có bất kỳ con dao nào nhưng lại có rất nhiều đúa, vì vậy hắn chưa thay đổi ý nghĩ. Tiết tiểu đao, chú thật sự không có chút sáng ý, dùng dao băm thành vạn mảnh là quá cũ, anh muốn dùng đũa hơn. Hạ Thiên cầm lấy một cây đúa rồi quay sang nhìn lãnh băng băng, hắn cười hì hì. Băng băng, chỉ có biết thế nào là ngàn đũa vạn động không? Nào có cái gì là ngàn đũa vạn động? Lãnh băng băng lắc đầu, Chồng nàng thật sự rất thích làm những chuyện cổ quái. À, trước kia thì không nhưng kể từ hôm nay ngàn đũa vạn động sẽ được phát minh ra. Hạ Thiên Nghiêm Trang nói, ngàn đũa vạn động chính là dùng đũa để đâm lên người tên khốn kia tạo nên hàng ngàn lỗ hồng. Chồng, điều này hình như hơi khó nên đâm người lỗ thì hay hơn. Lãnh băng băng lại có hứng thú lên tiếng. Đúng vậy, nhưng đối với tôi thì không quá khó. Hạ Thiên nói rồi dùng đũa đâm lên cánh tay của Tiết Tiểu Đao. Băng băng, chị xem, không phải có 10 cái lỗ rồi sao? Á, à, Tiết Tiểu Đao càng kêu gào thảm thiết, trên cánh tay của hắn xuất hiện vài lỗ hổng, nhưng dù là lãnh băng băng cũng không biết vì sao những lỗ hổng kia lại xuất hiện. Tiếp tục đâm, 10 cái, 100 cái, à, đâm 1.000 cái rồi nói sau. Hạ Thiên dùng đũa đâm lên tay của Tiết Tiểu Đao, chỉ sau một lát thì cả cánh tay của tên này toàn những lỗ nhỏ. Tuy tình huống cực kỳ khủng bố nhưng ngạc nhiên là không có máu chảy ra, cũng không biết Hạ Thiên làm thế nào. Đến lúc này ngoài lãnh băng băng thì vẻ mặt đám người nơi đây đều tái nhợt, ai cũng không dám thở mạnh, ngay cả đám đội viên tổ đặc biệt cũng bị dọa cho sợ hãi. Đám bạn bè và thủ hạ của Tiết Tiểu Đao thì càng bị dọa cho ngất đi, có vài tên thậm chí còn đái ra quần. Tiết Tiểu Đao kêu lên thảm thiết không ngừng nghỉ, mãi đến khi Hạ Thiên đâm một châm lên người thì hắn mới dừng lại. Này, thằng ngu chú bắt đầu khai ra hay để anh tiếp tục đâm. Hạ Thiên cầm một cây đúa dùng giọng không chút hoang mang nói. Nghe như vậy thì ít nhất có một nửa số người ở đây muốn tiết tiểu đao mở miệng khai ra, vì bọn họ thật sự không chịu nổi. Một nửa người còn lại sở dĩ kiên trì cũng vì bọn họ biết rõ, nếu tiết tiểu đao khai ra thì mình cũng xong đời. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1400